rồi chào tổ chức Quỳnh Trang luôn. Dạ, Nam Mô Bổn Thầy Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Con kính lễ Ngài Tri Đức, con kính lễ cô tu nữ Khê Ma. Dạ, con kính chào toàn thể đạo tràng, và dạ, xin đạo tràng cùng với con đọc kinh lễ bái Tam Bảo ạ. Dạ, con cảm ơn cô Như Quang, Nguyên Trang, dạ, cho biết tín hiệu là đã nghe được rõ. Sakyeka me charu ve girisikara tate chan ta lít khe vi ma ne di be rat te cha ga me ta ru wa na ga ne ge ha phat thum hi khat te phum ma cha yan tu de wa cha la tha la vi sa me yak kha gan thap ba na ga tịt thằng ta sang tí kề yang mu ne wa ra wa cha năng sa ta wo me su nam tu thầm ma sa va na ca lo a yam pha đàn ta thầm ma sa va na ca lo a yam pha đàn ta thầm ma sa va na ca lo a yam pha đàn ta sinh thịnh chư thiên ngự trên cõi trời dục giới, cùng sắc giới chư thiên ngự trên đỉnh núi, núi không liền hoặc nơi hư không, ngự nên còn bãi đất liền hoặc các châu quận, ngự trên cây cối rừng rậm hoặc ruộng vườn, chư già xoa càng thác bà cùng long vương dưới nước trên bờ, hoặc nơi không bằng phẳng gần đây, sinh thịnh hội họp lại đây. Lời nào là kim ngôn cao thượng của Đức Thích Ca Mâu Ni mà chúng con tụng đây, xin các bậc hiền triết nên nghe lời ấy. Xin các ngài đạo đức giờ này là giờ nên nghe Pháp Bảo. Xin các ngài đạo đức giờ này là giờ nên nghe Pháp Bảo. Xin các ngài đạo đức giờ này là giờ nên nghe Pháp Bảo. Nam Mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam Mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam Mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Phật Giáo. Ngài là bậc A-la-hán cao thượng, được chứng quả chánh biên tri do Ngài tự ngộ, không thầy chỉ dạy. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Phật Giáo Hoa đó. Ngài là bậc A-la-hán cao thượng, được chứng quả chánh biên tri do Ngài tự ngộ, không thầy chỉ dạy. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Phật Giáo Hoa đó. Ngài là bậc A-la-hán cao thượng, được chứng quả chánh biên tri do Ngài tự ngộ, không thầy chỉ dạy. Đi bi sô pha ra hoa a ra hăng, Đức Thầy Tôn hiệu a ra hăng, bởi Ngài đã xa lìa các tội lỗi nên tiền thiên tật thân và khẩu của Ngài đều được trọn lành. Sam-ma Sam-bút-thô, Đức Thầy Tôn hiệu Sam-ma Sam-bút-thô, bởi Ngài đã thành bậc chánh đẳng chánh giác, tự Ngài hộ lấy không thầy chỉ dạy. Uccha Charana Sambanno, Đức Thầy Tôn hiệu Uccha Charana Sambanno, bởi Ngài toàn đặt ba cái giác, tam cái giác và 15 cái hạnh. Sugato, Đức Thầy Tôn hiệu Sugato, bởi Ngài đã ngự đến nơi an lạc, bất sanh bất diệt đại niết bàn. Lokawido, Đức Thầy Tôn hiệu Lô Cá Quý Đô, bởi Ngài đã thông suốt tam giới. Anuttaro, Đức Thầy Tôn hiệu Anuttaro, bởi Ngài hành không ai bị. Purisathammasarathi, Đức Thầy Tôn hiệu Purisathammasarathi, bởi Ngài là đấng tế độ những người hữu duyên nên tế độ. Sattha Deva Manusa Năng, Đức Thầy Tôn hiệu Sattha Deva Manusa Năng, bởi Ngài là thầy cả chư thiên và nhân loại. Buddha, Đức Thầy Tôn hiệu Buddha,
bởi ngài giác ngộ lý tứ diệu đế và đem ra giáo hóa chúng sanh cùng biết với Phá Ra Hoa Tý. Đức Thế Tôn hiệu Phá Ra Hoa, bởi ngài đã siêu xuất tam giới là ngài không còn luân hồi lại nữa. Đáp thi mê sa nan anh nhân bụt thô mê sa nan quá rằng ê tê na sắc cha quách dê na hồ tu mê cha gia mặn ga lăng, chẳng có chi đáng cho con phải nâng theo, chỉ có Đức Phật là quý bảo, nên con phải lòng thành kính mà nương theo, đặng cầu sự an lạc đến cho con, y như lời chân thật này. Soa wa kha to pha ra wa ta tham mô, nghĩa là tam tạng pháp bảo của Đức Thế Tôn đã khẩu truyền y theo chánh pháp. Tham mô là pháp thánh có chính hạng, bốn đạo bốn quả và một niết bàn. Sang địch thi cô là pháp mà chư thánh đã thấy chắc, biết chắc bởi nhờ kiến thánh, chẳng vì nghe, vì tin kẻ nào khác, nghĩa là tự mình thấy rõ chân lý. A ca lý cô là pháp độ cho đắc quả không chờ ngày giờ, là khi nào đắc đạo thì đắc quả không chậm trễ. Ê hi ba si cô là pháp của chư thánh đã đắc quả rồi, có thể ứng hóa cho kẻ khác biết được. Ô Bá Na Di Cô là pháp của chư thánh đã có trong mình do nhờ phép thiền định. Bát Chánh Tăng Quê Lý Tát Bồ Huynh Nô Hí là pháp mà các hàng trí tuệ, nhất là bậc thượng trí, được biết, được thấy tự nơi tâm. Nát Thi Mê Sa Ra Nàng Anh Nhân Thâm Mồ Mê Sa Ra Nàng Quá Rằng Ê tê na sắc cha quách chê na hồ tu mê cha gia mạng ga lăng, chẳng có chi đảng cho con phải nương theo, chỉ có pháp bảo là quý báu, nên con phải hết lòng thành kính mà nương theo, đặng cầu sự an lạc đến cho con, y như lời chân thật này. Su va ti ba no pha ga wa to sa wa ca san kho tăng là các bậc thinh văn đệ tử Phật, các ngài đã tu hành chính chắn y theo chánh pháp. U chu ba ti ba no pha ga wa to sa wa ca san kho tăng là các bậc thinh văn đệ tử Phật, các ngài đã tu hành chính chắn y theo thánh pháp. Nhà gia ba ti ba no pha ga wa to sa wa ca san kho tăng là các bậc thinh văn đệ tử Phật, các ngài tu hành để giác ngộ niết bàn, là nơi an lạc dứt khỏi các sự thống khổ. Sa mi chi ba ti ba no pha ga wa to sa wa ca san kho tăng là các bậc thinh văn đệ tử Phật, các ngài đã tu theo phép giới định tuệ. Ya di đằng chát ta ri bu ri sa yu ga ni tăng, nếu đếm đôi thì có bốn bậc tăng đà đắc đạo cùng hòa tu đà quần, tăng đà đắc đạo cùng hòa tư đà hàm, tăng đà đắc đạo cùng hòa a na hàm, tăng đà đắc đạo cùng hòa a la hán. Attha bu ri sa bút ga la tăng, nếu đếm chiếc thì có tám bậc tăng đà đắc đạo tu đà quần, tăng đà đắc hòa tu đà quần, tăng đà đắc đạo tư đà hàm, tăng đà đắc hòa tư đà hàm, tăng đà đắc đạo a na hàm, tăng đà đắc hòa a na hàm, tăng đà đắc đạo a la hán, tăng đà đắc hòa a la hán. Ê sa pha ga wa to sa wa ca san kho chư tăng ấy là các bậc thinh văn đệ tử Phật. A hu này vô, các ngài đang thọ lãnh bốn món vật dụng của tinh thí ở phương xa đem đến dân cúng cho những người có giới hạnh. Bà hô này vô, các ngài đang thọ lãnh của tinh thí mà họ dành để cho thân quyện cùng bầu bạn ở các nơi, nhưng họ lại đem đến dân cúng cho các ngài. Đắc khí này vô, các ngài đang thọ lãnh của tinh thí tinh lý nhân quả đem đến dân cúng. Anh cha ly ca ra ni vô, các ngài đang cho chúng sanh lễ bái. Anuttarang Bunyakhetang Lokassa, các ngài là phước điện của chúng sanh không đâu bị kịp.
Nát thi mê xá ra năng anh nhăn khô mê xá ra năng quá răng ê tê ná sắc cháu quách chê ná hồ tú mê cha giá mạng ra lăng chẳng có chi đáng cho con phải nương theo, chỉ có đức tăng là quý báu nên con phải lòng thành kính mà nương theo, đặng cầu sự an lạc đến cho con y như lời chân thật này. Quanh đa chê tí văn sắp bằng sắp bát tha nê su quá tích thi tăng sa ri đi ca tha tu ma ha bồ thiên bụt đa ru bằng sa ca lăng sa đa. Con xin thành kính là làm lễ tất tháp ngọc xá lợi đại thọ bồ đề và kim thân Phật đã tạo thờ trong khắp mọi nơi. Thế Tôn lời dạy tỏ tường, năm điều quán tưởng phải thường xét ra, ta đây phải có sự già, thế nào tránh thoát lục qua canh tàn, ta đây bệnh tật phải mang, thế nào tránh thoát đặng an mạnh lành, ta đây sự chết sẵn dành, thế nào tránh thoát tự sanh đến kỳ, ta đây phải chịu phân ly, nhân vật quý mến ta đi biệt mà, ta đi với nghiệp của ta, dầu cho tốt xấu tạo ra tự mình, theo ta như bóng theo hình, ta thọ quả phận minh kết thành. Sắc bê sát ta á quê ra hòn tu su khi ta hòn tu nít đúc ca hòn tu áp gia bách gia hòn tu á ni kha hòn tu ni kha du ca hòn tu á rô ga hòn tu sam bát tì hi sa mít chan tu su khi á ta năng ba ri ha ran tu đúc khắp bát ta cha nít đúc ca pha giáp bát ta Janipha ya so kap bata janiso ka hon tu sap be bi ba ni no. Nguyện cho tất cả chúng sanh đừng có quan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui, đừng có khổ, đừng làm hại lẫn nhau, đừng hẹp lượng, hãy cho được sống lâu, đừng có bệnh hoạn, hãy cho được thành tựu đầy đủ. Hãy giữ mình cho được sự yên vui. Tất cả chúng sanh đến khổ rồi, xin đừng cho có khổ. Đến sự kinh sợ rồi, xin đừng cho kinh sợ. Đến sự thương tiếc rồi, xin đừng cho thương tiếc. Và xin đạo tràng cùng với Metta tác bạch để xin thọ trì tam quy ngũ giới. U ca sa ma văn phàm tê vi sung vi sung Rakhanatha Yisarane Nasahabhan Chasilani Yajama. Bạch Ngài, chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo để vân dự hành theo cho được sự lợi ích. Đu ti dầm bi ma văn phàn tê quy sung quy sung Rakhanatha Yatisarane Nasahabhan Chasilani Dạ cha ma. Bạch Ngài, chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo để vân dự hành theo cho được sự lợi ích. Lần thứ nhì, ta ti dầm bi ma văn phàn tê quy sung quy sung Rakhanatha yati sarane Nasahabhan chasi la ni. Dạ cha ma. Bạch Ngài, chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo để vân dự hành theo cho được sự lợi ích. Lần thứ ba, và bây giờ thời gian cũng được phải lẽ dâng mít lại cho Ngài để Ngài truyền tam quy và ngũ giới cho đạo tràng chúng con.
Dạ Nam Mô Bố Tát Giá, không biết ngài Trí Đức có trước máy không ạ? Dạ không biết đạo tràng có nghe được âm thanh của mấy ta không ạ? Dạ như vậy là dạ cảm ơn cô Hồng Nhật. Dạ không biết ngài có ở trước máy không để truyền tam quy và ngũ giới cho đạo tràng hay không ạ? Dạ sao thấy ngài em ru? Dạ vậy con dâng mic lại cho ngài để ngài truyền tam quy và ngũ giới cho đạo tràng. Buddhaya Namo Dhammaya Namo Sanghaya. Chư tiên kính lễ chư tôn thầy Đức Tăng, trong những lịch nam mà chúng tôi được rõ. Chào cô tu nữ Khe Ma, chào chư tiên nam tín nữ thiện hữu trí thức. Xin được thay mặt chư tăng truyền tâm quy và ngũ giới đến đạo tràng pháp hội. Bụt đăng sở năng ga cha mi, con em em hồng thần kính xin quý Phật. Đồng măng sở năng ga cha mi, con em em hồng thần kính xin quý Pháp. Sẵn căng sở năng ga cha mi, con em em hồng thần kính xin quý Tăng. Đức Thị Dâm Bị Bụt Đăng sở năng ga cha mi, con em em hồng thần kính xin quý Phật lần vị nhị. Đức Thị Dâm Bị Đập Măng Sở Năng Ca Cha Mi, con em em hồng thần kính xin quý Pháp lần thứ nhì. Đức Thị Dâm Bị Sang Khăn Sở Năng Ca Cha Mi, con em em hồng thần kính xin quý Tăng lần thứ nhì. Tạ Thị Dâm Bị Bụt Đăng Sở Năng Ca Cha Mi, con em em hồng thần kính xin quý Phật lần thứ ba. Tạ Thị Dâm Bị Đập Măng Sở Năng Ca Cha Mi, con em em hồng thần kính xin quý Pháp lần thứ ba. Tạ Thị Dâm Bị Sang Khăn Sở Năng Ca Cha Mi, con em em hồng thần kính xin quý Tăng lần thứ ba. Bụt Thằng Sa Ra Nàng Gách Trà Mi, con em hết lòng thành kính xin quy y Phật. Thăm Mạng Sa Ra Nàng Gách Trà Mi, con em hết lòng thành kính xin quy y Phật. Sang Khẳng Sa Ra Nàng Gách Trà Mi, con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng. Đu Ti Dầm Bi Bụt Thằng Sa Ra Nàng Gách Trà Mi, con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật lần thứ nhì. Đu Ti Dầm Bi Thăm Mạng Sa Ra Nàng Gách Trà Mi, con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp lần thứ nhì. Đu Ti Dầm Bi Sang Khăn Sa Ra Nàng Gách Trà Mi, con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng lần thứ nhì. Ta Ti Dầm Bi Bụt Thằng Sa Ra Nàng Gách Trà Mi, con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật lần thứ ba. Ta Ti Dầm Bi Thăm Mạng Sa Ra Nàng Gách Trà Mi, con đem hết lòng thập lần thứ ba. Ta Ti Dầm Bi Sang Khăn Sa Ra Nàng Gách Trà Mi, con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng lần thứ. Sa Na Ca Năng Năng Pháp Vị Tam Bảo Tròn Đủ Chỉ Có Bấy Nhiêu. A Ma Phạn Tê và chúng con xin vâng. Ma Na Thi Ba Ta Quê Ra Ma Đi Sẽ Kho Bất Năng Sa Ma Đi Gia Mi, còn xin quan giới điều học là quy chánh xa sự sát sanh à đinh na đa na quê là mình đi sẽ có bất năng tham ma địa gia mi, còn xin quan giới điều học là quy chánh xa sự trộm cắp cà mê sum mi cha cha ra quê là mình đi sẽ có bất năng tham ma địa gia mi, còn xin quan giới điều học là quy chánh xa sự tà hạnh một sa hoa đa quê là mạnh đi sẽ có bất năng sa ma địa gia mi,
Còn siêu như điều học là quý tránh xa sự nói dối. Sự ra mê ra nhau mai chờ bà mai đã thay nam. Quê ra mà lê sao bất năng xa mai đi giá mê. Còn siêu mê như điều học là quý tránh xa sự dễ dưỡng râu và các chất sai. Ba na ti ba ta huê ra ma ni sít ca ba đăng sa ma đi ya mi. Con xin vâng dự điều học là cố ý đánh xa sự sát sanh. A đình na đa na huê ra ma ni sít ca ba đăng sa ma đi ya mi. Con xin vâng dự điều học là cố ý đánh xa sự trộm cắp. Ca mê su mít cha cha ra huê ra ma ni sít ca ba đăng sa ma đi ya mi. Con xin vâng dự điều học là cố ý tránh xa sự tà hạnh. Bu sa wa da huê ra ma ni sít ca ba đăng sa ma di ya mi. Con xin vâng dự điều học là cố ý tránh xa sự nói dối. Su ra me ra ya mát cha ba ma da tha na huê ra ma ni sít ca ba đăng sa ma di ya mi. Con xin vâng dự điều học là cố ý đánh xa sự dễ vui, uống rượu và các chất sinh. Ít mà nì văn chà sư khà bà đà nì xà tu căn cà tùa ngập bà mà đê nè nì chà kà lăng xâm bà gà khí tập băng. Chư Phật tử sau khi thọ trì tâm quy phụng ngũ giới nên tâm bảo rồi đang bị dự hành theo cho được trong gia đình có dễ vui. Ma Phạm Tê và chúng con xin vâng. Sile Sugatin Yonti Sile Napo Katam Bada Sile Nene Putin Yonti Tasmai Silang Viso Thái Dê. Các giáo dân sinh về cõi trời cũng nhờ dị giới được giàu sang, cũng nhờ dị giới được giải thoát nhầm nước bàn, cũng nhờ dị giới. Bởi các cái cho nên cho Phật tử phải ráng phò trì giới luật cho được trong sạch đừng để lâm nhớ. Sa thú lành thai Uttamang ghe na hoàng đề hằng bà ra bằng sừng vá Uttamang bút thể vô ca lý tô đồ sô bút thô khá má tu tăng ma măng. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ vi trần với chân Đức Phật là đấng chí tôn chí thánh. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm nên Phật bảo cú xin Phật bảo xa tội lỗi ấy cho con. Uttamang ghe na hoàng đề hằng thăm mình cho đu quy thẳng qua rằng thăm mẹ vô ca lý tô đồ sô thăm mộ ca ma tu tăng ma măng. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hạng pháp bảo là pháp học và pháp hành. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến pháp bảo cúi xin pháp bảo xa tội lỗi ấy cho con. Uttamang ghe na hoàng đề hằng sanh khanh cha đu quy đốt ta mạng sáng khề vô ca lý tô đô sô sáng khô ca ma tu tăng ma măng. Con đem hết lòng thành cầu làm đẩy hai bậc tăng bảo là phàm tăng và thánh tăng. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến tăng bảo cúi xin tăng bảo xa tội lỗi ấy cho con. Và con xin dâng mít cho ngài để ngài chúc phúc cho đạo tràng chúng con. Tu sắp phẩm ông ca lăng ra khăn tu sắp phật đề hoa ta sắp phẩm bụt đá hai nụ phá huê nè sư đại sô thị phú văn tu tê phú văn tu sắp phẩm ông ca lăng ra khăn tu sắp phật đề hoa ta sắp phẩm thầm mai nụ phá huê nè sư đại sô thị phú văn tu tê phú văn tu sắp phẩm ông ca lăng ra khăn tu sắp phật đề hoa ta sắp phẩm sang ca hai nụ phá huê nè sư đại sô thị và quần tụ tên tất cả hạnh phúc hẳn có đến người cầu xin chư thiên hộ trì đến người. Do nhờ với đức của chư Phật, do nhờ với đức của giáo pháp, do nhờ với đức của chư tăng, các sự thành lợi thường thường đến người. Tê a tha na tha su kỳ ta vô rô na ham vun ta sa cha ne a rô ga su kỳ ta hô tha sa ha sa bê.
thì nhà đi phiên cầu xin cho các thiên tiến được sự lợi ích, được sự an vui, được sự tấn hoa trong đường Phật đạo. Cầu xin cho các thiên tính khỏi bệnh hoạn, được an vui cho mình và những người trong gia quyến cả thảy. Sa thu sa thu. Thu lành Akasattha Chaphum Mattha Dewana Ga Matika Bun Nhân Lô Anô Mô Đành Tu Chi Răng Rất Hành Tu Sa Sa Năng Akasattham Mattha Dewana Ga Matika Bun Nhân Lô Anô Mô Đành Tu Chi Răng Rất Hành Tu Nô Ga Lu Akasattha Chaphum Mattha Đề hoa na ga ma ti ca bốn nhân nô a nô mô đành tu chi rằng rất hành tu nhà ta vô a ca sát tha cha phum ma tha đề hoa na ga ma ti ca bốn nhân nô a nô mô đành tu chi rằng rất hành tu ba ni nô a ca sát tha cha phum ma tha đề hoa na ga Matika bun nhân nô anu mô đàn tu chi rằng rắc hành tu nô sa đa chư thiên ngự trên nư kia cầu thượng ngự rõ thông mọi điều long vương thần lực có nhiều đồng sinh quan hỷ phước đều chúng con hộ trì Phật giáo tăng bồi các bậc thầy tổ an vui lâu dài quyến thuộc khỏi nạn tai chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu chúng con quy thụ đạo màu tu hành tinh tấn ngọ hầu vô sanh văn kinh chi cu sa la cấm mạng các tất bằng ki ri văn ma ma ca về na hoa cha ma na sa ti na se su ga tăng ca tăng về sát ta sanh nhi nô ạt thi về cha sát ta a sanh nhi nô ca tăng pha lăng mây hằng sắp bề pha ghi pha gan pha hoàn tu tề về tăng ca tăng suy đi tăng định năng buồn nhã pha lặng ma già về cha tát tha na cha nan ti đề hòa gan tòa ni huệ đa dùng sắp bề lộ cầm hi về sạch ta chi hoàn ta ha ra tu ca ma nhuần năng phô cha năng sắp bề La phàn tu ma ma chê ta xa tí. Phước căn con đã tạo thành do thân khẩu ý tu hành dẫu nên đều là phước báo vững bền, có thể tiếp chung độ lên thiên đàng, cung trời đau lợi thọ nhàn, chúng sanh hữu tượng nhân gian ta bà. Chư thiên phạm thiên cũng là bậc trời vô tượng được mà hưởng an. Phước con hồi hưởng dân ban chúng sanh hay được hoàn toàn lãnh thâu, bằng ai chưa rõ lời cầu, xin cùng thiên chúng đến hầu mạch ngay, có người làm phước được rài, lại đem hồi hưởng hiện nay khắp cùng, chúng sanh quan hỷ lãnh chung hưởng được phước quý, ung dung thanh nhàn chúng sanh thế giới các hàng, bởi nhờ thọ thực sanh an mạng trường, xin thâu phước bảo cúng dường, quá thành thực phẩm, mùi hương thọa lòng. Ý đặng quá ta mê bốn nhân a sa quất khá già quá hằng hồ tu xin cho sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đầy hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm. Và con đã xong phần lễ bài tam bảo và thọ trì quy giới. Con kính cảm ơn ngài Trí Đức đã truyền tam quy và ngũ giới cho đạo tràng chúng con và kính ngắm đạo tràng. Dạ, con xin dâng mic lại cho ngài để ngài dạy bài học hôm nay ạ. Nam mô Bổn Thầy Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sang Ca Dạ. Cho nên chẳng lẽ chúng tôi không thể nước tăng trong những nickname mà chúng tôi không được rõ. Chào con tôn nữ Khe Ma,
Chào chư thiền nam tín nữ, thiền hữu trí thức. Hôm nay chúng ta sinh hoạt trong đoạn 10 của Hạnh Phúc Kinh. Và trước khi đi vào đề tài sinh hoạt ngày hôm nay, xin phép được tán dương ơn Đức Tam Bảo. Nam mô Tát Sa Pha Khu Va To Rahato Samma Sambuddhasa. Nam mô Tát Sa Pha Khu Va To Rahato Samma Sambuddhasa. Nam mô Tát Sa Pha Khu Va To Rahato Samma Sambuddhasa. Cúi đầu đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc chánh tín tri đáng cúng dường, cung nguyện thân tâm thờ thanh tịnh lòng đành đánh giữ đầu quần sinh. Cúi đầu đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc chánh tín tri đáng cúng dường, cung nguyện thân tâm thờ thanh tịnh lòng đành đánh giữ lợi quần sinh. Cúi đầu đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc chánh tín tri đáng cúng dường, cung nguyện thân tâm thờ thanh tịnh lòng đành đánh giữ lợi quần sinh. Tăng ra ha đi con nữ sang vô tăng bụt đăng sẽ ra xa nam a mi tăng cha bụt đăng ni mê sắc ca vê hi a phi pu chết nhà mi hồng dân phật diệm màu ứng cung tên biến tri minh hạnh đủ đầy đức ân thiện thể cao dạy bậc thế gian giải chỉ bày chân tâm vô thượng sĩ phát thân tình diệu bậc thượng phu điều ngự độ sanh thiên nhân sư đăng cha lành phật đà toàn giác thế tôn trong đời. Tăng so kha ta đi con nữ sang vô tăng thông sẽ là ta nam ma mi tăng cha thông bằng bế sakare apipu chạy gia mi pháp vi diệu cho lành khéo dạy lìa cho ngôn giấc ngộ hiện tiền và thời gian chứng vô biên sẽ ra đề ngộ hoặc như lưu tường đạo vô thượng đen rồi thấy rõ hướng thượng tâm thoát ngộ bổn trần chỉ nhân từ ngộ giả chân diệu thường tình lạc pháp ân diệu màu. Tăng sang khai ta đi có nền sang vô tăng sang khang sẽ là sai nam ma mi tăng cha sang khang ni mê sa ca rê ya pi pu chết ya mi bậc diệu hành thiên văn thích tử bậc trực hành pháp lữ thiền gia bậc như lý hành tăng già bậc chân chánh hành dưới tòa thế tôn thành đạo quả bốn đôi tánh chứng về thế phật tình chúng tôn nghiêm cùng nghinh kính lễ một niệm thành chúng vô thượng phật điện thế gian đây là nát cha giác sa quân đà mỹ do nhờ oai đức của chư phật do nhờ oai đức của giáo pháp do nhờ oai đức của chư tăng nguyện cầu hồng ân tam bảo thì từ gia hộ đến quý vị trong đạo tràng luôn được an lạc suốt thời gian sinh hoạt. Nam mô Bụt Tha Gia. Phần đại dương ở Đức Tam Bảo đã xong. Bây giờ chúng đi vào bài học ngày hôm nay, đoạn thứ 10 của Hạnh Phúc Kinh. Puttassa loka thamme hi cittam yassana kam pati asokam virajang khe mang e tang mang kalamutta mang Puttassa loka thamme hi cittam yassana kam pati asokam virajang khe mang e tang mang kalamutta mang Puttassa loka thamme hi cittam tăng yasana cầm bati aso cầm vira chẳng khe măng e tăng măng kalamut tam măng một tâm không sao động vì pháp thế gian hai không có sự uất ức ba dứt khỏi tình dục bốn lòng tự tại cả bốn điều ấy là hạnh phúc cao thượng. Rồi bây giờ xin mời quý vị chúng ta học trước rồi hỏi sao ha. Mời bàn tay của quý vị ạ. Nam mô Bụt Tha Gia, Nam mô Tham Ma Gia, Nam mô Sang Kha Gia. Con kính lễ ngài Trí Đức, kính lễ cô tu nữ Khê Ma. Con kính chào toàn thể đạo tràng và con cũng xin đọc câu Hạnh Phúc Kinh
đoạn 10. Phút thát xa lô ca đầm mê chích tăng dạch xa na cầm bát tí a sô càng quy ra chẳng khê măng ê tăng măng gà la mút ta măng. Phút thát xa lô ca đầm mê chích tăng dạch xa na cầm bát tí a sô càng quy ra chẳng khê măng ê tăng măng gà la mút ta mang phút thát xa lô ca đầm mê hi chích tăng dạp xa na cầm bát tí a sô căng quý ra chăng khê mang ê tăng mang gà la mút ta mang phút thát xa lô ca đầm mê hi chích tăng dạp xa na cầm bát tí a sô căng quý ra chăng khê mang ê tăng mang gà la mút ta mang. Một, tâm không sao động vì pháp thế gian. Hai, không có sự uất ức. Ba, dứt khỏi tình dục. Bốn, lòng tự tại. Cả bốn điều ấy là hạnh phúc cao thượng. Và con xin nhường mic cho người kế. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Dạ, cảm ơn chị Metta Như Quang rất nhiệm từ cho Nhật Bình biết được tín hiệu. Con thành kính đảnh lễ Ngài Trí Đức cùng Chư Tôn Đức hiện diện trong đạo tràng. Nhật Bình kính lễ quý bà quý cô tu nữ. Nhật Bình kính lễ cô tu nữ Khê Ma. Nhật Quỳnh kính chào quý anh chị em đạo hữu và con xin được trả bài đoạn 10 của Pháp Cú Kinh. Dạ cảm ơn. Dạ, con xin sám hối, con rất mít, con không hay ạ. Dạ, cảm ơn đạo tràng. Phụ tha xa lô ca thầm mê hi chi tăng gia sách sa na cầm bát ti a sô căng vi ra chăng khệ măng ê tăng măng ga la mốt ta măng. Phụ tha xa lô ca tham mê hi chi tăng gia sanh cam bát ti a so căng vi ra chăng khê măng ê tăng măng ga la mốt ta măng. Phút tha sa lô ca tham mê hi chi tăng gia sanh cam bát ti a so căng vi ra chăng khê măng ê tăng măng ga la mốt ta măng. Một, tâm khao không sao động vì pháp thế gian. Hai, không có sự uất ức. Ba, dứt khỏi tình dục. Bốn, lòng tự tại. Cả bốn điều ấy là hạnh phúc cao thượng. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ con đã trật bài xong, con có sai ngài chỉ dạy dùm cho con. Dạ Nhật Quỳnh kính mời văn tay Nguyên Trang. Dạ mời Xích Niệm Từ, mời Huynh Đạo Huynh, mời Xích Kim, mời cô Phê Ma. Dạ Nhật Quỳnh kính mời quý vị. À mời Xích Trần Đạo. Dạ kính mời bàn tay quý vị. Nam mô Bụt Tha Giá.
Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ con nguyên trang, dạ thứ nhất con kính đảnh lễ ơn Đức Phật, ơn Đức Pháp, ơn Đức Tăng. Dạ con kính đảnh lễ Sư Trí Đức, con kính lễ cô tu nữ Khê Ma. Dạ con kính chào đạo tràng. Dạ con cảm ơn cô Như Quang, cô Như Quỳnh đã cho con biết được tín hiệu. Dạ con xin đọc hạnh phúc kinh. Mẹ nhị thật mà đẹp. Ok, quay. Dạ mẹ chút xíu. Dạ con xin đọc câu số 10 hạnh phúc kinh nè. Phuthasalo kathamehichitang yas sanakam pati aso kang virachang khe mang e tang mang kalamuttamang. Phuthasalo kathamehichitang yas sanakam pati aso kang Wiri chang khe mang e tang mang kalamuttamang. Phuthasaklo kathamme hichittang yasanakam pati aso kang Wiri chang khe mang e tang mang kalamuttamang. Một, tâm không sao động vì pháp thế gian. Hai, không có sự uất ức. Ba, dứt khỏi tình dục. 4. Lòng tự tại. Cả 4 điều ấy là hạnh phúc cao thượng. Dạ con có, dạ con đã đọc xong, con có đọc sai, con kính mong sư sửa ạ. Dạ con kính mời đạo tràng, kính mời cô Trần Đạo, kính mời cô Metta. Dạ con kính mời đạo tràng, con xin xuống mít ạ. Dạ, Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con kính đảnh lễ Sư Trí Đức. Dạ, con kính đảnh lễ cô Khê Ma. Dạ, con kính chào đạo tràng. Dạ, cảm ơn Sis Như Quang, cảm ơn Sis Nguyên Trang cho biết âm thanh tốt. Dạ, con xin trả bài đọc cô câu hạnh phúc kinh số 10 ạ. Dạ. Phuthasalo kathamme hichittang tăng yasana cần ba ti aso cần quy ra chẳng khề măng e tăng măng galamutta măng phút tha sa lô ca tham mê chích tăng yasana cần ba ti aso cần quy ra chẳng khề măng e tăng măng galamutta măng Phuthasalo kathamme cittang yasana kang pati aso kang virachang khe mang e tang mangalamuttamang. Dạ, con xin đọc bản tiếng Việt của câu hạnh phúc kinh số 10. Một, tâm không sao động vì pháp thế gian. Hai, không có sự uất ức. Ba, dứt khỏi tình dục. Bốn, lòng tự tại. Cả bốn điều ấy là hạnh phúc cao thượng. Dạ, con đã đọc xong. Dạ, xin mời đạo tràng lên đọc và xin mời yêu huynh Minh Tâm. Dạ, xin mời cả đạo tràng. Dạ, cảm ơn Sức Nhật Quỳnh. Dạ, con có đọc sai, ngài sửa lại dùm con ạ. Con
Dạ, đạo huynh xin kính thánh lễ sư Trí Đức. Dạ, cảm ơn sư Nhật Quang đang cho biết tín hiệu. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy giá. Dạ, đạo huynh xin kính chào quý ni. Quý cô, các chị em thân mến trong đạo tràng. Dạ, đạo huynh câu số 10. Câu 10. Dạ, cảm ơn cô Như Quang lần nữa cho bốt bài. Dạ. Tassalatham me hi cittang yatha kang bat kang uira kang khe nang e tang mangala mangala mut ta mang phut thắp sa lô sang bát tí a sô cần quý ra lá mút ta mặt phút ta là thầm mê bát tí a sô cần quý ra. Dạ, đạo huynh xin đọc, đã đọc xong. Dạ, xin dừng mic lại cho một vị kế tiếp. Dạ, xin mời huynh Minh Tâm. Dạ, chúc quý vị thính pháp an vui. Dạ, đạo huynh xin. Dạ, Nam Mô Bích Thai Giá, Nam Mô Giá, Nam Mô Sơn Khai Giá. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Trí Đức, kính lễ cô tu nữ Phi Ma, kính chào quý anh chị trong đạo tràng. Cảm ơn chị Như Quang cho biết tín hiệu nghe rõ. Con xin đọc đoạn kinh số 10 của câu Hạnh Phúc Kinh. Puttassa loka thamme hi cittang yassa na kambati số căn vì ra chăng khê mặn ê tăng mặn gá la mốt ta mặn bút tát xá lô cá thầm mê hí chích tăng giá xá ná cầm bá tí á số căn vì ra chăng khê mặn ê tăng mặn gá la mốt ta mặn bút tát xá lô cá thầm mê hí chích tăng yassa na kambati aso kang vira chang khe mang e tang mang gala mốt ta mang. Một, tâm không sao động vì pháp thế gian. Hai, không có sự uất ức. Ba, dứt khỏi tình dục. Bốn, lòng tự tại. Cả bốn điều ấy là hạnh phúc cao thượng. Dạ, con đã đọc xong, con xin gửi mít lại cho đạo tràng. Alo, 123, 123. Quý vị nghe rõ ha? Hai, xà thủ, xà thủ. Hôm nay Huỳnh Đạo Huỳnh đã tiến bộ ha? Đọc theo ổn định lắm rồi. À, trong câu số 10 này. Vô thác xá lô ca thầm mê hê chích tăng giá xá lá cầm bạch đĩa xô cầm vững ai dần khê măng. Chữ khê măng này nó gần gần với chữ khê ma ha.
Dạ, tại sao cô tu nữ Khe Ma không nên đọc à? Có tên của mình trong đó mà đọc hay sao cũng sợ sai nữa hay sao? Rồi, mời cô tu nữ Khe Ma đọc ở chỗ này thành bác Khe Mân. Rồi, thấy bàn tay rồi. Nam mô Bố Tha. Dạ, con kính đảnh lễ sư Trí Đức. Con tính trốn rồi mà bây giờ sư gọi thì con phải lên. Con xin thân chào quý đạo hữu nha. Ai cũng có tiến bộ hết à, con không có tiến bộ, thành ra con vô đây con muốn học mà con nửa muốn học mà nửa muốn trốn. Dạ bây giờ thì con xin đọc nha. Uttasa lokatham mehi sittam yasana khambati asokham virayam khema ê tăng măng gà là mu ta măng phu ta sa lô đa lô ca thâm mê hi sư tâm ya sa na khâm ba ti a sơ cầm vi ra dân khê năng ê tăng măng gà là mu ta măng phu ta sa lô ca tham mê hi sức tâm ya sa na kham ba ti a so kam vi ra yam khe mang a tang mang ga la mu ta mang một tâm không sao động vì pháp thế gian, hai không có sự ba dứt khỏi tình dục, bốn lòng tự tại, cả bốn điều ấy là hạnh phúc cao thượng. Xin Trạm Bích Lợi xin mời quý vị sao minh tâm, huynh minh tâm vô rồi cái làm thinh luôn á. Thường thường là huynh minh tâm vô là có tiếng nói rồi. Minh tâm ơi, giơ bàn tay lên. Nam mô Bụt Tha Gia. Cô tu nữ Khe Ma đọc cái đoạn số 10 này, chỉ nghe cái chữ Khe Măng là rõ ràng thôi, còn mấy chữ khác nghe nhựa, chỉ có chữ Khe Măng là thấy là hạnh phúc ha. Đây chữ đó đọc rõ, nhưng mà đọc cái chữ Khe Măng mà rõ ràng là em thấy hạnh phúc rồi. Còn mấy chỗ khác thôi, đau khổ cũng được đi ha. Ai đau khổ kệ người ta, còn Khe Măng là thấy hạnh phúc rồi. Sự khỏi tụ độc giống như lời nước ngược dòng không tiếng ắt nổi. Chúc chư vị tinh tấn rồi sao đây, chúc người ta tinh tấn rồi mình bỏ chạy ha. Ha huynh đạo huynh, bây giờ coi như người ta tiếng mình cũng tiếng cho hạnh phúc, người ta hạnh phúc mình cũng hạnh phúc, tức là mình đọc được là thấy hạnh phúc à. Đừng có nói gì coi như cao xa ha. Cái đoạn này ai đưa tay lên đọc thì cũng cảm thấy hạnh phúc, mà coi như đọc không được mới thấy đau khổ nhé, mà đưa tay lên đọc được là thấy hạnh phúc là đừng có nói rằng là ô tại sao đi sâu vô cái ý nghĩa của cái đoạn này rồi mình thực hành mình mới cảm thấy hạnh phúc. Khoan hả, bây giờ mình đọc cho mà đọc chạy chữ thấy hạnh phúc, đó là đề tài trong kỳ thi hả? Quá đề tài gì kỳ thi đó. Bây giờ chúng ta cái gì cái tay nữa hả? Trời ơi, muốn đọc nữa hả? Dữ vậy hả? Hôm nay sao tiến bộ dữ vậy nè? Rồi, đọc đi. Cô tu nữ Khe Ma.
mô Bụt Tha Dạ. Con nói là con nói cái câu nói của Đào Huynh đó. Hồi đó là cái đề thi của trung học đệ nhất cấp. Kỳ thi cuối cùng đó là sau đó là không có thi trung học đệ nhất cấp nữa đó. Thưa thượng tọa, cái tựa nó là sự học như thuyền đi trên nước ngược, không tiến ắt lùi. Rồi đem câu đó ra để mình muốn nói gì thì nói. Cái đề thi đó là con nhớ hình như là đề kỳ thi của hôm năm 60 mấy đó, 63 chắc. Trước khi trung học đệ nhất cấp mà dẹp đó, sau thì học luôn tới đệ nhị rồi thi tú tài 1, thi tú tài 2 luôn, không có thi trung học đệ nhất cấp nữa. Con thấy Đào Huynh đưa cái câu nó lên là con nhớ là cái đề thi hồi 1900 lâu lắm. Trời sao thưa chế Kim đợi chút xíu nha. Sếp Kim đợi chút xíu nha. Tôi nói chế đó là cái tiếng đó là cái tiếng gì ta? Cái tiếng của người Tàu mà không biết cái người Tiêu. Thưa ngư sư, sao học khó quá vậy? Con thấy ở trong này ai cũng giỏi hết, cũng như huynh như Đào Huynh đó, mới vô cũng giỏi hơn con nữa, sao con học càng học con càng ngu vậy? Bây giờ mà kêu con phân tích gì con không biết gì hết trơn á. Con không biết gì hết trơn, khổ ghê vậy. Mời Sứ Kim đọc cầm mic nha. Con xin kính chào sư Chí Đức, cô Tư Nữ Khe Ma và quý Phật tử. Và con có ý kiến có vài điều. Thứ nhất, con thấy sư ho ho hoài, sư bệnh hoài mà sư cứ ráng hoài, sao sư không nghỉ chừng vài ngày, vài tuần hay vài tháng gì đó, tùy theo sư biết cái bệnh của sư. Giống như là sư có lễ lọc, giống như con thấy hồi năm ngoái đó sư nghỉ khoảng chừng một tháng bao nhiêu đó, tại vì có lễ lọc gì đó, đâu có vô lớp, đâu có học gì đâu. Thì sư nghĩ đi cho nó khỏe đi, để sư lớn tuổi, bảy mấy tuổi rồi mà sư mỗi ngày sư ráng. Con thấy mỗi lần sư vô, sư hôm qua hôm kia sư ho cà sụp cà sặc. Con nói thôi sư nghỉ chứ rồi đi, khỏi dạy đi, để sư ngồi sư ho rồi sư rồi có chuyện nữa. Con nghĩ rằng sư nên xếp đặt, sư nói cho đạo tràng biết sư nghỉ bao nhiêu ngày đó, để sư tịnh dưỡng, chứ sư mỗi sư ráng hoài á, nếu người ta còn trẻ đó sư thì người ta còn ok được. Còn sư lớn tuổi rồi thì sư đi xa vừa mới về nữa, không, con nghĩ rằng không có tốt á. Thì con có ý kiến vậy thôi. Còn cô Khe Ma, cô là cô giáo mà sao cô ngớ lộn vậy? Tôi là còn nhỏ mà tôi còn nhớ hồi lúc mà còn nhỏ tôi nghe ba tôi nói á, là hồi lúc ngày xưa mà còn thời Pháp thuộc đó, thì cái bằng thành trung á thì tương đương với lớp 9 á. Lớp 9 thì nó có rất có giá trị, lúc đó người ta học tiếng quốc ngữ với tiếng Anh rất ít. Rồi sau đó thì không còn ở đó, thì nó chỉ là lớp 9 thôi. Sau đó thì nó rồi tú tài 1, tú tài 2. Thì sau đó thì vào năm 1974 thì là không còn, là ngày là cái năm cuối cùng để thi tú tài 1. Tôi nhớ bà chị tôi thi tú tài 2 á, thì năm 74 thì không có thi tú tài 1 nữa, mà thi năm thi tú tài 2 luôn. Tú tài 1 á là bỏ đi vào năm 1973, và sau đó bắt đầu từ năm 1974 và năm 1975 á, thì người bắt đầu thi vào ABC đó, dùng máy thi bằng gọi là thi trắc nghiệm suy mà ABC C khoanh á, tiếng Việt Nam nói là gì quên người ta, thi trắc nghiệm, thi không có phải viết bài tràn gian đại hải như lúc trước, mà có những câu hỏi sẵn rồi mình chỉ khoanh giống như bên Mỹ vậy. Nhưng mà mấy cái test á thì bỏ vô khoanh ABC thôi, thì sẽ bỏ vô máy IBM scan á để nó nhanh hơn, nó chính xác hơn, không có ấy. Thì tôi nhớ là bỏ cái đó rồi, mà tại sao cô nói năm 1963, cô nhớ có lộn không vậy? Cô nhớ sao mà sớm tới 10 năm vậy? Thì tôi có ý kiến vậy thôi. Rồi lúc trước tôi nói cô cái lè nhè, cô chửi cô, bây giờ sư nói cô nói giọng nhừ nhựa. Cô có rầy không hả? Tôi chỉ nói vậy thôi. Dạ, để thôi, để con đọc cái câu này luôn cho rồi đi, để câu giỡn chút, để cho xin ngồi suy nghĩ một chút đi ha. Con đọc Hạnh Phúc Kinh câu số 10.
Quý đã chẳng khề mặn, ê tặng mặn gà la múc ta mặn, phúc thát xa lô, khá thầm mê hít chích tặng, giá xa nạc khầm phát tí ác sổ khẳng, quý đã chẳng khề mặn, ê tặng mặn gà la múc ta mặn. Một, tâm không sao động vì pháp thế gian. Hai, không có sự uất ức. Ba, dứt khỏi tình dục. Bốn, lòng tự tại. Cả bốn điều ấy là hạnh phúc cao thượng. Tôi chịu thua xích kim cho chắc. Chịu thua gì vậy? Cô lúc nào cái tâm của cô cũng ngã mạn dễ sợ. Khi mà cô có so sánh bằng hơn thua là cái có tấm ngã mạn gì, tấm ngã mạn. Anh đâu cứ sợ này sợ kia, cô mấy coi ai cũng giống nhau thôi, đâu có gì đâu. Dạ, cô suy nghĩ là đi, cô đáng cố gắng tại cái nghiệp của cô. Hồi ngày xưa đó chắc nhiều đời nhiều kiếp cô chuyên môn chọc người ta đọc như đó, bây giờ cô mới bị vậy thôi. Dạ con xin trả máy lại, nếu có sai xin sư chỉ dạy cho con. Dạ. Nam mô Bụt Tha Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sang Kha Dạ. Dạ không biết đạo tràng có nghe con nói không ạ? À? Alo 123 123. Dạ cảm ơn cô Như Hoàng Nguyên Trang. Dạ cảm ơn quý vị. Dạ. Trước hết con xin phép được kính đảnh lễ và vãn an sức khỏe sư Trí Đức và sư Pháp Thanh. Dạ kính chào quý vị Phật tử. Dạ con đang gọi là cuốc đất nha, dạ, nghe hai cô thành thử ra xin phép lên đọc nhà đọc cái câu này nha. Phút thát xa lô ca thầm mê hí chít tăng yát xa na cầm bát tí xóa xô căng quý ra dăng khê măng ê tăng măng gá la mút tá măng. Nhà lâu quá không đọc Pali nữa, cơ bộ cà lâm dữ ạ. Nên con xin đọc lần thứ hai ạ. Phút thát xa lô ca thầm mê hí chít tăng yát xa na cầm bá tí á sô căng quý ra chăng khê măng ê tăng măng gá la mút tá măng. Phút thát xa lô ca thầm mê hí chít tăng yát xa na cầm bá tí á sô căng quý ra dăng khê măng ê tăng măng gá la mút tá măng. Một, tâm không sao động vì pháp thế gian. Mấy cô quan trọng để ý ha. Tâm không sao động vì pháp thế gian. Hai, không có sự uất ức. Giờ mình có uất ức thì thôi bỏ qua đi ha. Không có sự uất ức. Ba, dứt khỏi tình dục. Bốn, lòng tự tại. Cả bốn điều ấy là hạnh phúc cao thượng. Dạ xa thú. Dạ con xin phép được leo xuống ạ. Sa thủ Minh Tâm, cũng sa thủ cô tu nữ Khem Ma rồi Sít Kem. Trong cái đoạn mời này chúng ta còn hai điều nữa là kết thúc hạnh phúc kinh. Chúng ta đã học một, tâm không sao động về pháp thế gian, tức là Phút Thát Sa Lô Các Thầm Mê Chân Giác Sa La Cầm Bát Tí. Cái điều thứ nhất chúng ta đã học rồi. Bây giờ điều thứ hai, A-xô-căn là không có sự uất ức. Rồi còn hai điều nữa, đó là quý là chăng, quý
Tôi đã chẳng là giấc khỏi tình dục. Và điều cuối cùng là khê mân lòng tự tại. Còn hai pháp nữa là chúng ta kết thúc. Bây giờ đưa học thế này mà bảo nghỉ à, nói nghỉ học đi à, thì như vậy người ta nói sao à, như sĩ Kim nói nghỉ dạy đi. Nghĩ vậy thì người ta nói tôi là người mất dạy sao hả à, sĩ Kim. Còn có hai điều nữa mà ông học thì bây giờ nói ố không giờ mất dạy à, rồi cái là cho người ta lại nói xấu nữa mệt. Hôm nay học cái điều này nè, cái điều quan trọng là điều 36 nè. Aso căng không có sự quốc đức, không có sự quốc ức, Aso cần. Mà chúng ta cũng nghe một vị đại đế, một vị hộ pháp rất là nổi tiếng trong Phật giáo, tức là Aso ca vua A Dục. Nhưng mà Aso ca có nghĩa là không có sự quốc ức hay là vô ưu ha, vô ưu. À, bây giờ chúng ta tìm hiểu tại sao không có sự quốc ức là một hạnh phúc cao thượng. À, không quốc ức đó từng là cái chuyện của người ta, kệ người ta, mình lo cho chính mình đi, mình cái xíu của chuyện người khác làm gì, cái đó gọi là sự quốc ức đó. Aso căng nghĩa là không quốc ức. À, thì á có nghĩa là không nè, xô cá có nghĩa là thấp xuống, tâm khô héo, ưu phiền, dường như là cái tâm bị ghim vào trong cái mũi tên đó. Khi mà ráp hai chữ thành là xô cá thì cái nghĩa chung là tâm không uất ức, không có ưu phiền, không có khô héo, không bị ghim bởi mũi tên. Asoka còn có một cái nghĩa khác hơn là vắng lặng sự uất ức, ưu phiền, bực tức, buồn rầu. Nên chữ Asoka có nghĩa là tâm không bị phiền não ngự trị. Chốt lại là vô ưu hay là niết bàn. Asoka là niết bàn, Asoka là vô ưu. Thế nào là uất ức, mà thế nào là chấm dứt sự uất ức? Cái vật gì, hiện tượng gì, nguyên nhân nào làm cho tâm ta bị uất ức? Sau khi mà diệt trừ được sự uất ức, không còn sự uất ức, thì cái trạng thái tâm sẽ ra sao? Làm con người thì không ai chạy khỏi được cái sự uất ức. Cho nên cái trạng thái của sự uất ức là bị ai ai cũng biết, mà cái nguyên nhân làm cho cái tâm uất ức thì có rất là nhiều nguyên nhân ha. Ví dụ như trong câu Phật ngôn mà chúng ta đã từng học, không biết quý vị còn nhớ hay không, câu Phật ngôn đó là bê ma tô cha gia tê sô cô bê ma tô cha gia tê phá dân bê ma tô quyết và mốt tá sá lá thi sô cô cụ tô phá dân. Cái câu này chắc chắn là Huynh Minh Tâm thuộc ngầm lòng đó. Bởi vì ý nghĩa thương yêu thì sinh ra uất ức này, thương yêu thì sinh ra lo sợ này. Nếu mà dứt được thương yêu thì uất ức lo sợ sẽ không có nữa. Thì ý nghĩa cái câu Phật ngôn này cho chúng ta biết rằng người mà bị sự uất ức mà nó hành hạ là do nó sự thương yêu. Và sự thương yêu càng nhiều càng mạnh thì sự uất ức càng lớn. Sự thương yêu ví như thủy triều càng lên cao thì mọi vật nó nổi lên cao. Cái tâm thương yêu nhiều thì khổ lại cao. Khi tâm thương yêu vật gì mà cái vật ấy bị mất đi thì sự thất vọng, sẽ có sự uất ức. Khi mà không có thương yêu thì làm gì có sự uất ức hay là thất vọng. Thì quý vị cũng biết rằng trước cái sự sinh ly tử biệt là cái cảnh mà rất là đau khổ trong cuộc sống.
À, chúng ta ai cũng phải trải qua nhiều hay là ít. Vì vậy ai ai cũng nhận thức cái đau khổ đó, và chắc chắn rằng ngày nào đây chúng ta cũng còn phải gặp cái cảnh đó liên tục trong cuộc sống. Thì cái sự chắc thật không thể nào thoát khỏi là ta phải bỏ cái thân này ra đi với cái nghiệp mà ta đã làm, đã tạo. Mặc dù giàu sang, quyền chức, có thế lực, anh em, vợ con, những nhân vật này cũng không làm cho ta ở lại được, mặc dù là họ rất thương tiếc ta. Thì như vậy, sự uất ức là một cái sự tai hại khủng khiếp mà chúng sanh còn trong tam giới không sao tránh khỏi. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta phải quan tâm giáo huấn, dạy chúng ta cũng nên để cho sự uất, không nên để cho cái sự uất ức nó ngự trị ở trong lòng của mình. Thì muốn được như vậy thì thường xuyên niệm về sự chết. Rồi ví dụ như chắc chắn rằng ta và tất cả mọi người đều phải chết, sinh mạng của tất cả chúng sanh đều không bền vững, và chính cá nhân của chúng ta cũng không bền vững. Tất cả pháp hành đều là vô thường, hoặc là tất cả các pháp hành đều không bền vững, hằng thay đổi theo từng sát na. Vậy thì khi suy nghĩ như vậy, tâm của chúng ta không dễ dàng, và từ đó chúng ta sẽ chiêm nghiệm, và thấy rằng đời sống không bền vững, không chắc chắn, không chắc thật. Sự chết thì rất là chắc chắn, và đó là điều tất nhiên không ai tránh khỏi. Bản thân của chúng ta chắc chắn phải chết, không chết trước thì chết sau, trước sau cũng chết. Đời sống của ta có thể là cái sự chết là đến an toàn một cách nghĩa là chắc chắn. Đời sống chắc thật này nó không có bền vững, và cái chết là cái mà bền vững, cái chết là một cái bền vững. Mà khi nghĩ như vậy thì chúng ta có nên uất ức hay không, hơn thua người ta hay không, đó là điều quan trọng ha. Bởi vì sự chết ví như đau thủ phủ, mà nó đã đưa cái đau lên và chật chờ hạ xuống nơi cổ của mình rồi, thì bây giờ chúng ta phải có một cái sự quan tâm, thương cái thân này một chút. Ai kệ người ta, sống cho chính mình, không có thở bằng đôi mũi của người khác, không có đi bằng đôi chân của người khác, mà Ehipasiko hay quay lại với chính mình để mình thấy nó có bực bội hay không. Có được như vậy thì chúng ta cảm thấy an lạc. Bây giờ còn 15 phút nữa để cho quý vị coi như thảo luận về cái đề tài hôm nay, không có sự uất ức. Và như thế nào gọi là không có sự uất ức? Bây giờ đến với đạo tràng, chúng ta học hỏi san sẻ cho nhau để mà tu tập. Mỗi người đều có cái hay cái đẹp. Tại sao chúng ta không chấp nhận như cái hay cái đẹp của người khác mà cứ nghĩ tới cái xấu người ta? Ví dụ như chúng tôi trình bày thế này thì cứ nói ôi cái lời nhẹ nghe chán quá, rồi học hành cái gì mà gà gáy chó sủa, vô đây thấy bực bội quá. Chuyện gà gáy chẳng qua nó tô điểm cho cái cảnh nó sống động, chó sủa để nhắc nhở rằng rồi để sinh hoạt có nó canh nó ngoài cổng rồi này kia, không cho người vô quậy phá đậu tràng ha. Rồi nói mà nói thanh tao quá thì coi như sẽ ngủ gục hết, phải lè nhè như vậy người ta mới chú ý để nghe.
vậy đó. À, như vậy thì mục đích đến đây để làm gì? Mục đích đến đây để mà coi nghe những cái sự bất mãn, thấy những cái chuyện không hay, hay là tới đây để rồi mục đích là đọc được hay không nè, cái câu hạnh phúc này đọc được hay không nè, đọc được là thấy hạnh phúc, mà còn chia sẻ được đó là hạnh phúc nó vô trong bên trong á. Rồi không có sự bất ức aso cần, rồi xin Nhật Quỳnh lên chia sẻ ha. Chia sẻ chứ không được chia rẽ nha. Rồi xin mời. Dạ, sa thủ đành thai, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân ngài Tri Đức Đại Từ Bi giảng giải câu học ngày hôm nay đoạn số 10 và câu số 35 không có sự uất ức. Dạ, cảm ơn chị Meta, cảm ơn Như Quang cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ, con đỡ bích cho ngài để ngài có thể dùng tạm tách trà ở chùa Ngọc Đạt bạch ngài. Con thấy có Liên Hoa và có Châu Nguyễn nên dạ cô Khai Ma nghỉ ngơi nha. Dạ, hai người này chưa có đọc bài đó cô. Cô Quang Hỷ ha. Dạ, nên là Nhật Quỳnh kính mời Liên Hoa, kính mời mến mời Châu Liên Hoa, mến mời Châu Nguyễn lên đọc bài đi. Mình đọc bài mình sẽ thấy hạnh phúc. Mình rất là may mắn. Dạ, mình rất là may mắn là được ngài Trí Đức dù bệnh hoạn cũng vào đạo tràng học. Nhật Quỳnh sợ nhất là khi mà mình vào đạo tràng đó mà mình không có được quý sư dạy á, là Nhật Quỳnh thường dùng cái câu là hôm nay con bị mất dạy rồi. Dạ, mất dạy rồi. Nhật Quỳnh hay dùng câu đó ở room Pháp Cú Kinh Chuyên Đề đó. Quý sư tưởng là Nhật Quỳnh không biết dùng từ, nhưng mà không phải, thật sự là mất dạy thiệt. Tại vì sao? Nếu mình vô học một ngày mình không được Chư Tăng dạy dỗ thì ngày đó Nhật Quỳnh coi như Nhật Quỳnh bị mất dạy rồi. Dạ, dạ, kính mời đạo tràng nha. Nam mô Bụt Tha Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sơn Kha Dạ. Dạ thưa con Châu Nguyễn ạ, con xin kính đảnh lễ sư Trí Đức, con kính đảnh lễ sư Phật Thành, con kính lễ cô tu nữ Khê Ma, con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ con cảm ơn cô Nhật Huỳnh, con cảm ơn cô Như Quang, cảm ơn Sít Nguyên Giang và Sít Liên Hoa đã cho con biết tín hiệu ạ. Dạ thưa con mới vô, con nghe nói đọc câu Pháp Cú Kinh nên con xin xem thôi, con đọc câu Hạnh Phúc Kinh nên con xin phép con được đọc ạ. Phuttassa lokathammehi cittang yassana kampati asokang virayang khemang etang mangalamuttamang. Phuttassa lokathammehi cittang tăng giác sanh cầm pati aso càng quy ra dần khi mang e tăng mang galamutta mang Phật thasalo ca tham me hi chi tăng giác sanh cầm pati aso càng quy ra dần khi mang e tăng mang galamutta mang. Dạ, một, tâm không sao động vì pháp thế gian. Hai, không có sự uất ức. 3. Dứt khỏi tình dục. 4. Lòng tự tại. Cả bốn điều ấy là hạnh phúc cao thượng. Dạ thưa, con đã đọc xong ạ. Con kính dâng mic lại cho đạo tràng. Liên Hoa ơi, Liên Hoa lên đọc bài ha. Rồi Châu nhường máy lại cho Liên Hoa. Dạ con kính cảm ơn cô Nhật Huỳnh đã post bài giùm con ạ. Dạ, Nam mô Tham Ma, dạ, Nam mô Sang Kha, dạ. Dạ, con kính đảnh lễ sư Trí Đức, con kính đảnh lễ sư Pháp Thành, con kính đảnh lễ cô tu nữ Khê Ma, con xin kính chào đạo tràng. Dạ, con xin đọc câu Hạnh Phúc Kinh số 10 ạ. Phuttassa lokathammehi cittang yassana kampati asokang vidacchang khemang etang mangalamutta
ta mang phut thát sa lô ca tham mê hi chi tăng yá sa na cầm bá tê á sô càng quý ra chẳng khê mang ê tăng mang gà la mút ta mang phut thát sa lô ca tham mê hi chi tăng yá sa na cầm bá tê á sô càng quý ra chẳng khê mang ê tăng mang gà la mút ta mang. Một, tâm không sao động vì pháp thế gian. Hai, không có sự uất ức. Ba, dứt khỏi tình dục. Bốn, lòng tự tại. Cả bốn điều ấy là hạnh phúc cao thượng. Dạ thưa, con đã đọc xong ạ. Con đọc sai, xin sửa giúp con ạ. Dạ con xin xuống mic cho cô Nhật Huỳnh. Alo, 123, 123, quý vị nghe rõ không? Đọc sai thấy chắc chắn rồi, làm sao hạnh phúc được? À, đọc đúng mới là hạnh phúc chứ, đọc sai mà sao hạnh phúc được? Quý ra chăng, quý ra chăng, mình đọc là quý ra chăng, chứ ra chá là vua, ra chá là bụi bặm. À, mà chữ quý là rời khỏi à, ở đây bụi bặm thì ám chỉ là tình dục ha, thoát khỏi tình dục. Quý ra chăng, ra chá, ra chá là vua, ra chô, ra chăng à, thì đọc ở chỗ này đọc chặt ra cho nên là chưa thấy hạnh phúc, mà hôm nào học tới cái chỗ này rồi sẽ nói. Bây giờ á sô căng đọc đúng, hãy chia sẻ chữ á sô căng ha. Rồi mời huynh đạo huynh, thời gian chúng ta không còn nhiều. Dạ đạo huynh, một lần nữa xin trân trọng kính chào, kính chào Đức, chào sư Pháp Thanh, chào các cô tu nữ, chào các đại huynh và các quý cô trong đạo tràng. Dạ, cảm ơn Châu Nguyễn tâm biết tín hiệu. Dạ, đạo huynh vô cái room này rất là trễ, mà khi vô rồi thì sư giảng xen kẽ giữa hạnh phúc kinh với lại kinh pháp cú. Nhưng mà riêng về cái hạnh phúc kinh này thì đó là đoạn cuối cùng, đoạn số 10 rồi. Đạo huynh nghe nói là cái hạnh phúc kinh này có 39 điều hạnh phúc, 39 điều. Nhưng mà đạo huynh đếm lôi, đếm tới, đếm ngược, đếm xuôi thì thấy có 10 đoạn à. 10 đoạn mà mỗi đoạn có 3 câu. Từ cái câu cuối cùng là hạnh phúc cao thượng. Dạ, ê tăng mắng ra là bút ta măng. Thì 10 đoạn mà 3, 40 mà trừ cho 3, 10 cái câu đó thì còn lại có 30 câu à. Thành xin hỏi sư, xin sư từ bi hoan hỷ cho biết là cái còn 8 câu nữa nằm ở đâu thưa sư. Dạ, đạo huynh biết chắc mọi người cũng biết hết mà các mình đạo huynh không biết, thành thử nay mạo muội xin hỏi câu đó. Dạ xin sư giải thích giùm ạ. Dạ đạo huynh xuống kích mà nhường lại cho sư. Dạ dạ Nam Mô Bổn Thầy. Dạ sa thủ huynh đạo huynh một sự thắc mắc rất là thực tế. Chia ra là 10 đoạn, mà tại sao nếu mà 10 đoạn tính ra thì đâu có đủ là 38 điều. Nhưng mà huynh đạo huynh nhớ thế này, một đoạn có khi gần 3 điều hạnh phúc, có đoạn thì 4 điều hạnh phúc, có đoạn thì tới 5 điều hạnh phúc. Những cái điều hạnh phúc đó đi chung với nhau tức là từ thấp lên cao, từ thấp lên cao, chứ không phải rằng ví dụ cái đoạn số 10 này ha nó nói lên bao nhiêu hạnh phúc, còn trong cái đoạn khác á thì nói lên 5 điều hoặc nói chỉ có 3 điều thôi. Đoạn số 10 này thì nói tới 4 điều hạnh phúc, có chỗ thì nói có 3 điều hạnh phúc, có chỗ thì nói đến 5 điều hạnh phúc. Như vậy thì gom tất cả lại là 38 điều. Nhưng mà cái quan trọng, cái sự gom góp này, sự sắp xếp này
để cái sự tiến triển độ tình tâm của chúng ta từ thấp lên cao của một người cư sĩ. Khi mà sinh hoạt, khi mà thực tập từ cái dễ cho đến cái khó. Cái khó ở đây có nghĩa là từ phàm đến thánh, thực hành những điều hạnh phúc này. Chứ không phải nói là hạnh phúc này chỉ có ở gia đình thôi, mà ví dụ như cái điều 35, tâm không sao động vì pháp thế gian, thì cái này cả người xuất gia và người tại gia. Chứ không phải nói là ồ, người tại gia thì chúng tôi lo công ăn việc làm, lo chuyện hạnh phúc của gia đình, thì cái vấn đề này á là coi như phải động chứ làm sao không sao động được. Nhưng mà khi chúng ta thực hành từ điều thứ 1 cho đến điều 34 thì lúc đó tâm của chúng ta không sao động được hạnh phúc nhà, tức là coi như nó có đà để chúng ta đạt được cái hạnh phúc này, tức là coi như bình thường tâm thị đạo, tức là chúng ta sống với cuộc sống với đời, nhưng mà sự sinh hoạt của chúng ta có chiều sâu về Phật pháp, thì cái pháp nó động nhưng mà tâm của mình không có động. Cũng giống như cái trường hợp mà cái thân có già đi nhưng mà tâm đừng có già, nên là phải có được một cái chiều sâu của giáo pháp trong sự tu tập từ cái hạnh phúc thứ nhất cho đến hạnh phúc thứ 34. Thì như vậy chúng ta có được một cơ hội, có được một cái sự tuân tự, để rồi cái điều hạnh phúc 35 này chúng ta mới thấy được tám pháp thế gian là gì: được lợi mất lợi, được quyền tước mất quyền tước, được khen bị chê, được vui bị khổ. Bốn cái tốt và bốn cái xấu, chúng ta có một cái sự phân biệt, và tâm của chúng ta được bình thản trước cái sự kiện đó, tức là không sao động vì pháp thế gian. Rồi thời gian cũng sắp tới rồi, giờ cái tinh thần ha. Rồi bây giờ chị Quyên Trang ơi, chuẩn bị tinh thần. Hồi nãy lên đọc á, nhỏ quậy, không biết bây giờ lên tỉnh sắp tới có bị quậy nữa hay không. Chị Quyên Trang, alo, bây giờ có thượng tọa phát thanh rồi, thỉnh thượng tọa phát thanh thử âm thanh nè. Một tuần thượng tọa đến với chúng ta chỉ có một ngày thôi, đừng bỏ qua cơ hội để móc tối với các vị giảng sư, chúng ta học những cái hay cái đẹp. Chiếc quay trang có chiếc khóa không? Không có đây, để mời chiếc kim lên đỉnh pháp sư ha. Alo, hôm nay chiếc kim trở tài bữa đi. Rồi, mời hôm lên. Thầy cũng bận rồi, phải dậy mới được chứ, thầy có không khí. Dạ, con xin kính chào sư Chí Đức, sư Pháp Thanh. Dạ, con xin thỉnh, con bữa nay con sư kêu con lên đọc thỉnh kinh thỉnh pháp sư, con cũng đọc. Sư muốn con đọc ngắn hay đọc nguyên bài vậy sư? Vậy thôi đọc ngắn đi. Nguyên bài nó cũng đâu có xa để con đọc nguyên bài này luôn. Dạ, con xin thỉnh pháp sư ạ. Evam saham bhakti ramma bhagavan tang aya chattha tu nhi bà về na tăng bút thồ kha rung nhề na đi hòa xây giá tăng nhà bút thà giáp hà đề na mít ga đà dặn ta tổ ga tổ thành cháu quắc khà gia dồ này về a măng phà về si thầm ma tổ ta tổ pháp bút ti sầm bút thồ a nu na tầm ma đề sa năng ma kha quắc xà ni đề xề si sắc ta năng ác tha xích kha thằng tề na xà thú ai dồ bằng tề đề xề tu thầm ma đề sa năng
sa bà di kha di tha pa ri sa ya anuk kham phang phi kha ta về. Con xin kính thỉnh sư Pháp Thanh lên truyền lên tại cho chúng con được một bài pháp thoại ngày hôm nay, và con xin trả mít lời cho sư ạ. Nam mô Bố Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Kính đảnh lễ chư tôn đức trưởng lão, chư hòa thượng, chư thượng tọa, chư đại đức tăng, kính lễ ngài Chí Đức. Và trước khi vào cái thời chia sẻ Phật pháp thì con cũng xin sám hối ngài Chí Đức. Ngày hôm qua thì con cũng mới vào room, nghe cô Nhật Quỳnh ảnh lên để truyền giới, mà đột xuất có cái cô Dung nhờ cái chú thợ điện đến để coi về vấn đề ba cái điện ở chùa. Cho nên mới vừa định thì cái chú thợ điện đến gõ cửa, ra con thấy ra mở cửa và nói chuyện để chú coi cái hệ thống điện. Và sáng ngày mai thì chú sẽ đến để mà sửa lại một số cái đoạn nó bị hư. Ra xin sám hối với ngài, mong ngài và đạo tràng quan hỷ thông cảm. Thì hôm nay thì trong đạo tràng chúng ta cũng học cái đoạn thứ 10 và những cái chi phận cuối cùng trong cái bài kinh, cái bài Hạnh Phúc Kinh. Thì nhân đó thì ông cũng xin chia sẻ về cái đề tài là người Phật tử học pháp để đạt được chân hạnh phúc. Và trước khi vào thời chia sẻ Phật pháp thì cũng xin kính cung thỉnh cho tôn đức cũng như mời tất cả quý Phật tử chú tâm thắng tâm thanh tịnh, hướng về tam bảo để làm lễ một cách tóm tắt. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo buddhaya, namo dhammaya, namo sanghaya. Tịnh thân khẩu ý tán dương ân đức tam bảo một cách tóm tắt. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ân đức Phật bảo. Phật bảo lẫn vô lượng từ bi, trí tuệ viên mãn. Ngài đã diệt tận vô minh và phiền não. Ngài đã bày gãy bánh xe sanh tử luân hồi. Thầy cả chư thiên và nhân loại. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ân đức Pháp bảo. Pháp bảo là phương lương dược, ngăn trị tâm bệnh cho tất cả chúng sanh. Những ai thực hành đúng theo chánh pháp sẽ được an lạc trong hiện tại và ngày vị lai. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ân đức Tăng Bảo. Tăng Bảo gồm hai bậc, Thánh Tăng và Phàm Tăng. Các ngài là mô phạm quần sanh, là phước điền của chư thiên và nhân loại. Cho phước báo tán dương ân đức Tam Bảo, kính cầu mong chư tôn đức pháp thể ca ngang, kính chúc quý tu nữ và tất cả quý Phật tử luôn luôn khỏe mạnh an vui, tu tập tinh tấn, tạo được nhiều thiện sự trong đời sống hiện tại và hướng đến con đường giải thoát trong ngày vị lai. Nam mô Bố Tha Giá. Dạ thì hôm rồi thì trình bày về ba cái nguyên nhân của cái khổ đau ở đời sống. Thì chính vì chúng ta hiểu được cái khổ đau, chúng ta mới đi tìm cái sự an vui, hạnh phúc. Nhưng mà cái sự hạnh phúc á, nó có hai loại. Một cái hạnh phúc của thế tục. Thì cái hạnh phúc của thế tục này đó, nó cũng là một cái
mặc dù nó đem đến cái hạnh phúc, nhưng mà nó cũng là cái mầm mống của khổ đau. Cho nên khi mà chúng ta muốn tìm được cái hạnh phúc đích thực thì cái hạnh phúc đó phải là chân hạnh phúc. Thì quý vị biết rằng con người thì ai cũng cầu mong hạnh phúc. Nhưng mà quý vị đừng nghĩ rằng những cái người mà giàu có, người có thế lực quyền uy, những cái người mà quốc vương, lãnh đạo của một quốc gia, họ không có mong cầu. Thật sự ra đó, những cái người mà càng giàu đó, họ lại mong cầu càng nhiều. Cái người chức quyền càng cao thì họ lại mong cầu càng nhiều hơn nữa. Và cái người mà là vua chúa, là một cái vị lãnh đạo một đất nước đó, thì họ, cái mong muốn của họ còn rộng lớn hơn nữa. Thì chính vì cái mong muốn quá nhiều như vậy đó, thì nó sẽ đem đến cái khổ đau. Cho nên cái người Phật tử sau khi mà chúng ta học Phật Pháp, chúng ta hiểu biết rồi đó, thì chúng ta tìm cho mình cái chân hạnh phúc. Thì quý vị thấy rằng trong đời sống ai cũng mong cầu, ai cũng mong muốn để có được một cái hạnh phúc. Nhưng mà quý vị thử xem xét lại những cái mong cầu của mình. Ai cũng mong cầu hết, được điều này, được điều kia, mong cầu cho bản thân mình, mong cầu cho những thân bằng quyến thuộc của mình, vợ chồng, con cái, cha mẹ, anh chị em ở trong gia đình. Cho nên cái sự mong cầu đó là nó rất là nhiều. Rồi cái mong cầu này nếu mà chúng ta không có biết thì nó sẽ là không có điểm dừng, hay là nó mong cầu một cách là vô cùng tận. Tức là một cái điều này đó, khi mà đạt đến thì chúng ta thấy hạnh phúc, nhưng mà vài bữa sau khi mà được thỏa mãn cái điều đó rồi đó, thì mình mong cầu cái là cao hơn, xa hơn, nhiều hơn. Cho nên giống như Đức Phật nói, cái sự mong cầu, cái tham muốn giống như là uống nước mà uống nước mặn, tức là càng uống thì nó càng khát. Không biết bao giờ mới thỏa mãn được cái mong muốn, cái mong cầu vật chất của thế gian. Cho nên khi mà chúng ta sống, chúng ta biết tri túc, vừa đủ với cái đời sống của mình, thì như vậy mình sẽ cảm thấy hạnh phúc. Thật sự ra đó, cái nhu cầu của cuộc sống thì nó không có quá nhiều, nhưng mà vì cái tham muốn của chúng ta đó làm cho chúng ta khổ đau. Khi mà chúng ta không có cái chỗ trú ngụ thì chúng ta ước ao có một cái nhà nhỏ nhỏ thôi, một cái nhà lá cũng được, để có cái chỗ kín đáo trú mưa trú nắng, một cái chỗ nằm khô ráo an ổn sạch sẽ vậy là quý rồi. Nhưng mà khi mà chúng ta có được một cái ngôi nhà nhỏ nhỏ này đó, thì một thời gian mình còn thấy cái ngôi nhà vậy không được, so với những người bạn mình thì không được, cho nên mong cầu cái ngôi nhà phải lớn hơn. Rồi cái nhà mà nhà lá vậy nó cũng không được, bây giờ phải ráng làm cái nhà tường.
cho nó mới vững chắc. Rồi khi mà mình đi bộ thì mình mong có được chiếc xe đạp, một chiếc xe đạp để có cái để làm cái phương tiện để đi lại rồi chứ đi bộ thì nó cực khổ quá. Trời trưa nắng mà bây giờ phải lội bộ từ từ nhà đi đến cái chỗ mình làm việc hay là kia nọ đó, nó khổ sở quá. Thì dành dụm mua được chiếc xe đạp thì mình thấy là bây giờ có được chiếc xe đạp là hạnh phúc rồi. Nhưng mà một thời gian đó, rồi những cái người bạn mà làm chung đó, người ta đi xe gắn máy không mà mình cứ tành tành đi xe đạp hoặc là cứ lội bộ đi xe buýt thì mình thấy không được. Bây giờ phải ráng làm sao dành dụm sắm chiếc xe không đã. Kể không sắm được chiếc xe nó tốt thì có cái xe mà cũng tạm tạm ổn để mà làm chân đấy đi lại đi làm rồi này kia nọ, lo công việc vậy là tốt rồi. Thì mình đang làm dành dụm để mình sắm được cái xe gắn máy. Nhưng mà rồi thời gian nữa, cái chiếc xe này nó cũ quá, nó chạy tè, không bằng xe của người ta. Xe người ta lên cái người ta giọt ào ào, còn xe này nó dởm quá. Rồi lại muốn cái xe tốt hơn đó. Thành ra cái mong muốn của mình nó cứ dần lên. Thành ra cái hạnh phúc đó, khi mà chúng ta biết đủ mình nhu cầu cái đời sống của mình thôi. Bây giờ á, những người xung quanh mình á, họ còn khổ quá, bây giờ mình á, ăn no mặc ấm rồi có một cái chỗ trú ngụ tương đối kín đáo, không có phải chịu nắng chịu mưa, an ổn, có một cái chỗ nơi á, cũng là tạm tốt đẹp, vậy là quý rồi. Thì như vậy thì mình biết tri túc thì mình sẽ thấy nó an ổn hạnh phúc. Thành ra cái hạnh phúc mà vật chất á, thì nếu mà chúng ta không có cái hiểu biết, không có sự chấp nhận, không có cái sự tri túc thì chúng ta cứ mong cầu thì nó sẽ đem đến cái khổ đau. Tại vì đâu phải là mình mong cầu, mình mong muốn mà tất cả mọi điều mong muốn của mình mà nó thành tựu hết. Cho nên cái mong muốn về vật chất chúng ta phải biết, phải biết cái vừa phải theo cái nhu cầu đời sống để chúng ta có sự an ổn. Sau khi mà mình cảm thấy mình an ổn đối với những cái vật chất vừa đủ trong đời sống thì chúng sao? Chúng ta tìm cái hạnh phúc cho cái tâm hay là cái tinh thần. Thì cái hạnh phúc về cái tinh thần đó là chúng ta phải học hiểu biết về Phật Pháp. Như lâu nay chúng ta học 38 điều hạnh phúc. Thì trong 38 điều hạnh phúc á, Đức Phật dạy chúng ta đó là một cái chân hạnh phúc. Cái chân hạnh phúc này á, nó chia làm hai, tức là cái hạnh phúc với một đời sống hiền thiện. Tức là chúng ta hiểu biết, phân biệt điều nào là thiện, điều nào là bất thiện. Những cái nghề nghiệp nào đó là cái nghề nghiệp lành. Những cái nghề nghiệp nào đó là những cái nghề nghiệp nó có bất thiện nghiệp. Thì chúng ta tránh xa trong đời sống. Rồi chúng ta biết cái bổn phận
bổn phận của mình là ở trong gia đình như thế nào, rồi bổn phận của mình đối với bạn bè như thế nào, rồi thân cận gần gũi những cái bậc thiện trí thức như thế nào để chúng ta có một cái đời sống an ổn. Rồi chúng ta cần phải trang bị học những cái pháp nào để chúng ta đạt được những cái điều tốt đẹp. Thì như trong 38 điều hạnh phúc đó, thì chúng ta thấy rằng từ cái hạnh phúc thứ nhất đó, tới cái hạnh phúc thứ 16 đó, là để cho chúng ta có một cái đời sống tốt đẹp của cái người cư sĩ tại gia. Chúng ta biết làm những cái bổn phận như là không gần gũi, không xu hướng theo những cái kẻ ác. Rồi chúng ta thân cận các bậc có giới hạnh tốt đẹp, các cái bậc hiền thiện, có trí tuệ. Rồi chúng ta ở những cái nơi mà tốt đẹp, an ổn, là ta có điều kiện để thực hành các cái thiện sự, tạo được những cái phước báo trong đời sống. Rồi chúng ta là người có cái nghề nghiệp chân chánh, tức là nghề nghiệp của chúng ta không có liên hệ đến các cái bất thiện nghiệp. Rồi phải có sự học hỏi về kinh, về luật. Rồi phụng dưỡng cha mẹ, giúp đỡ, tiếp độ vợ con. Đó là những cái bổn phận của cái người tại gia cư sĩ. Rồi đó là những cái hạnh phúc, nó làm cái nền tảng. Rồi từ cái hạnh phúc 17 cho đến cái hạnh phúc thứ 30 đó, tức là nó bước lên một cái mức độ cao hơn, là chúng ta thực hành cái việc mà hành các cái thiện nghiệp, như là tránh xa, cố gắng tránh xa những cái điều ác, rồi chế ngự những cái thói hư tấu và những cái điều mà không tốt đẹp, như là nghiện ngập, như là say sưa uống rượu rồi chẳng hạn. Chúng ta biết cung kính đối với các cái bậc trưởng thượng, cung kính đối với các bậc có giới hạnh tốt đẹp, trí tuệ. Rồi chúng ta phải thường xuyên học pháp, hay là có điều kiện để chúng ta nghe pháp, tìm hiểu về Phật pháp. Rồi chúng ta học, chúng ta hiểu, và chúng ta phải trao đổi gần gũi những cái người bạn cùng có chí hướng với mình, để mà trao đổi học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau, để bổ khuyết những cái điều mà mình chưa có thông suốt. Rồi coi như là sau khi chúng ta học thì chúng ta biết thực hành thiền định, thiền tuệ. Đây là những cái phương pháp để đối trị với các cái phiền não, dung bồi những cái kinh nghiệm, kiến thức mình đã học được, trở thành những cái trí tuệ từ thấp lên cao. Và chính tất cả những cái điều này đó là chúng ta đang tạo nhân, tạo duyên để trong những cái kiếp chúng ta sẽ có nhân, có duyên để tiếp tục học Phật pháp. Thì đó là một cái hạnh phúc trong cái đời sống hiền thiện. Từ cái hạnh phúc, cái đời sống của một cái người cư sĩ hiền thiện, làm tròn bổn phận đối với bản thân, làm tròn bổn phận cái đạo làm người, làm con trong gia đình,
làm chồng, làm cha, làm vợ, làm mẹ, rồi một cái người có làm tròn cái bổn phận đối với cộng đồng, xã hội. Thì khi mà chúng ta làm tròn những cái bổn phận đó rồi đó, thì mình phải có một cái phương hướng để mình tu tập. Thì cái tu tập ở đây là gì? Chúng ta sửa đổi cái tâm của mình. Thường thường người ta nói là tu tâm, dưỡng tánh, theo cái câu tục ngữ. Tại vì tất cả chúng sanh á, nếu mà chúng ta không có hiểu biết á, thì cái nội tâm của mình á, do những cái phiền não, tham sân, mà tham sân thì có si mê. Chính vì những cái si mê thì chúng ta mới tham, cũng chính vì si mê là chúng ta mới sân. Mà khi tất cả những cái phiền não nó chi phối thì cái nội tâm của chúng ta bị khổ đau. Như hồi nãy khi mà tham ái sanh sầu muộn, tham ái sanh lo sợ. Cho nên khi mà chúng ta hiểu biết như vậy, từng bước chúng ta diệt trừ đi những cái tham ái. Tham ái càng lúc nó càng giảm, thì cái sầu muộn, cái lo sợ nó sẽ giảm đi. Thành ra khi chúng ta hiểu biết Phật pháp thì chúng ta giảm thiểu đi những cái tham muốn, rồi nhờ đó mà cái nội tâm của chúng ta nó an ổn nhẹ nhàng, nhờ những cái phiền não nó được khắc phục, nó được chế ngự, lần hồi cái trí tuệ nó phát sanh, thì đó là chính là cái chân hạnh phúc. Mà cái chân hạnh phúc này đó thì phải tự mình làm, tự mình nỗ lực học hỏi, thực hành, tìm hiểu. Cái điều này là phải tự mình làm cho chính mình, chứ không ai có thể mà làm thay được nha. Chúng ta chỉ học Phật pháp qua Tam Tạng kinh điển, qua các phương tiện, chứ còn cái sự giác ngộ là phải tự mình suy tư, rồi tự mình tu tập. Cái giác của mỗi người nó khác nhau. Cho nên Đức Phật nói cái con đường mà thực hành thiền tuệ đó là cái con đường độc nhất. Trên cái con đường đó chỉ có một mình đi thôi, không ai đi với mình được. Rồi cái con đường này nếu mà quý vị cố gắng nỗ lực thì nó chỉ hướng đến, chứ nó không có trở lui. Một cái vị mà phàm nhân, khi mà hồi đó mình là phàm nhân, nhưng mà nhờ mình học hỏi, mình có sự hiểu biết rồi thì trở thành một cái người phàm nhân, nhưng mà phàm nhân có giới. Rồi nhờ đó chúng ta học hỏi kinh nghiệm thì càng ngày cái trí tuệ chúng ta nó càng dung bồi, những cái kinh nghiệm tu tập của chúng ta đó nó đạt được. Rồi nếu mà chúng ta thực hành đầy đủ các cái bổn phận, các cái phận sự, các cái phương pháp, chúng ta tạo trữ những cái điều kiện đầy đủ, chúng ta có thể đạt đến những cái tầng thánh hữu học. Thì khi mà chúng ta đạt đến những cái tầng thánh hữu học rồi thì nó không trở lui. Trong thiền định á, thì quý vị nếu mà chứng đắc các cái tầng thiền, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, nó có thể bị tiêu hoại. Nhưng mà khi mà đạt đến những cái thánh đạo, thánh quả thì
sẽ không bao giờ chúng ta có cái sự trở lui. À, và chắc chắn chúng ta sẽ hướng đến con đường giải thoát tùy theo căn cơ, tùy theo sự tạo trữ phước báo công đức. À, cho nên khi mà chúng ta học Phật Pháp thì chúng ta đừng có sợ là nó sẽ bị mai một mất đi. À, chính những cái kinh nghiệm quý báu này đó, nó sẽ hướng chúng ta trong những cái kiếp vị lai sẽ gặp Phật Pháp. À, đâu phải tự nhiên mà hôm nay mà chúng ta có dịp để mà hiểu biết được chánh pháp, tức là nó cũng có cái nhân, cái duyên đã tạo trữ từ thời quá khứ rồi. Cho nên hôm nay mình mới có dịp để mà mình hiểu biết được chánh pháp. À, còn nếu mà cái nhân duyên hôm nay mà mình còn yếu đó thì mình cũng mừng đi. Tại vì khi mà chúng ta ngay trong đời sống này, nếu mà chúng ta may mắn gặp được chánh pháp để diệt trừ tất cả những cái tà kiến, thật sự là một cái hạnh phúc quý báu vô cùng. À, tại vì nếu mà chúng ta không may mắn chúng ta gặp được cái chánh pháp, ánh sáng Phật Pháp, đúng con đường, đúng phương hướng đó, à, thì chúng ta sẽ còn trôi lăn trong màn đêm vô minh tà kiến, rồi còn trôi lăn trong dòng sanh tử luân hồi phải biết bao nhiêu kiếp nữa. À, cho nên khi mà chúng ta may mắn chúng ta hiểu được một câu pháp cứu kinh, một điều hạnh phúc, rồi chúng ta nghe được một cái câu Phật ngôn, à, chúng ta hiểu được một cái lời dạy của Đức Phật để chúng ta sửa chữa những cái lỗi lầm, những cái bất thiện nghiệp mà chúng ta đã phạm phải khi mà chúng ta chưa có hiểu biết về Phật Pháp. Đó, thì khi mà chúng ta hiểu biết như vậy rồi, nó là một cái hạnh phúc, một cái phước lớn để mà chừa cái ngăn ngừa từ đây về sau. À, cho nên á, chúng ta đừng có nói là à, mình nghĩ là mình à, mình hiểu biết Phật Pháp chậm quá, trễ quá, muộn quá. Thật sự ra đó, khi nào mà chúng ta còn trí tuệ sáng suốt, tâm định tĩnh, à, mà chúng ta hiểu biết được Phật Pháp, mà chúng ta hiểu biết rõ ràng, đúng đắn, thì đó là hạnh phúc rồi. À, thì quý vị học ở trong Pháp Cú Kinh đó, à, ai sống cả trăm năm không thấy pháp sanh diệt không bằng sống một ngày mà thấy pháp sanh diệt. Đó, hồi đó ngài Hòa Thượng Pháp Lạc thì ngài hay nói khi mà chúng ta ở trong đời sống, à, nếu mà chúng ta không hiểu biết Phật Pháp, à, ví như là cái người mà đi trong rừng, à, đi trong rừng thì nó tối tăm. Bởi vì trong rừng á, quý vị biết rằng cái ánh sáng nó đâu có xuống tới đất được, nó bị tất cả các cái cây nó che án hết, cho nên á, là đi ở trong rừng thì tối tăm. Rồi sao? Trong rừng thì chông gai, cạm bẫy, rồi thú dữ đủ thứ hết. À, rồi cho nên á, may mắn nếu mà chúng ta hướng ra được cái nơi á, nó hơi sáng sáng một chút, à, để mình nhận rõ được những cái mối nguy hại, những cái hầm hố trong gai ở dưới chân á, để mình tránh được, là cái điều đó là cái quý báu rồi. À, rồi nếu mà mình ra ráng á, mình đi ra được cái nơi nó sáng tỏ hơn một chút, à, là cái điều quý báu. Rồi có đó, từng bước mình sẽ đi đến cái chỗ nó sáng hơn. À, với cái người có trí tuệ thì càng ngày mình sẽ hướng về cái ánh sáng nhiều hơn, chứ đâu có ai dại dột gì mình từ ở trong cái chỗ tối mình quay lại cái chỗ tối nữa. Đó, cho nên khi mà chúng ta hiểu biết được Phật Pháp thì chúng ta hướng đến cái nơi
tốt đẹp, hướng đến những cái sự hiền thiện, làm lợi mình, lợi người, tránh xa những cái điều bất thiện, tránh xa những cái điều ác. Thì ít ra chúng ta chưa đạt được thánh đạo, thánh quả gì thì mình chưa đạt được, nhưng mà ít ra đó chúng ta cũng có được một cái sự hiểu biết, một cái trí tuệ sáng suốt, phân biệt được điều đúng, điều sai, tránh xa những cái điều tà kiến, sai lầm. Thì đó là cũng là một cái hạnh phúc rồi. Cho nên mà chúng ta học hỏi để hướng đến cái chân hạnh phúc. Mà cái hạnh phúc hiền thiện đó, trong đời sống, nó sẽ là cái nền tảng để chúng ta hướng đến cái hạnh phúc giải thoát. Chính nhờ chúng ta có sự học hỏi hiểu biết, ngay trong đời sống, mình sống một cái đời sống hiền thiện, tốt đẹp, sống trong cái giới luật, dù là cái giới căn bản, năm cái giới của người cư sĩ, hay là nếu mà có điều kiện mình giữ bát quan trai giới, tám giới thì nó tốt đẹp hơn. Nhưng mà cái căn bản là năm giới mà mình giữ trọn vẹn là nó cũng là một cái điều quý báu rồi. Rồi từ cái căn bản này chúng ta nỗ lực học tập, chúng ta nghiên cứu về kinh điển, hiểu biết về tứ diệu đế, về nhân duyên, về định luật nghiệp báo, nhân quả. Thì như vậy á, là mình cũng tránh xa được những cái bất thiện, tránh xa những cái tạo, những cái nghiệp xấu. Thì bây giờ cái con đường mà cái rơi vào bốn khổ cảnh thì đối với các cái bậc thánh nhập lưu tu đà quần nó đã hoàn toàn đóng kín. Nhưng mà nếu mà hàng ngày quý vị thường xuyên quân tập, lễ bái tam bảo, rồi chúng ta dành thời giờ chúng ta tu tập, niệm tưởng ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng, rồi chúng ta lễ bái tam bảo, và chúng ta tu tập thiền minh sát, thiền tuệ. Thì nếu mà quý vị quân tập thường xuyên như vậy, xuyên suốt cho đến khi mà chấm dứt cái tuổi thọ, thì chúng ta cũng có thể đạt đến những cái cảnh giới an vui đó. Thì đó cũng là một cái hạnh phúc cho cái đời sống, mà Đức Phật nói là không uổng phí một cái kiếp sống làm người. Còn quý vị thấy đa phần ở trong xã hội, hay là ở ngay ở trong chính trong cái gia đình của mình vậy, có người họ chỉ sống một cái đời sống là chỉ biết làm lụng, rồi nghỉ ngơi, rồi ăn uống thỏa mãn những cái nhu cầu của cái đời sống thôi, chứ hoàn toàn không có hướng về học hỏi về Phật Pháp. Rồi họ đổ thừa, họ không có nhân duyên, tại vì mình không có mong cầu, mình không mong muốn, thì làm sao mà nó có nhân, có duyên. Chính cái nhân duyên nó khởi lên từ cái mong muốn của mình. Chính vì mình khởi lên cái mong muốn, mình đi chùa, thì mình mới có tới chùa. Chứ cái chùa nó đâu có thể mà nó tạo cái nhân duyên, nó đâu có thể tới với cái người đó được. Mà chính cái người đó phải khởi lên cái ý mong muốn đến chùa. Rồi mình khởi lên cái ý mình mong muốn mình học Pháp, tìm hiểu về Phật Pháp, mình hỏi người này, hỏi người khác, rồi thì có điều kiện thì mình sẽ biết được. Ví như bây giờ cái room Phật giáo Nam Truyền này của Ngài Trí Đức, Ngài mở ra đó. Nhưng mà bây giờ nếu mà ở trong này đó,
mười mấy hai chục người mà quý vị mà không có cái ý hướng mong cầu để học pháp thì đâu ai mà vô cái room này làm gì, đúng không? Thành ra chính mình á, cái tác ý của mình á, nó làm cái nhân, làm cái duyên để nó đưa mình. Chứ còn không có ai mà tạo nhân tạo duyên cho mình được hết. Thì cũng vậy, cái chân hạnh phúc á, là tự mình nỗ lực tìm tòi, tự mình học hỏi nghiên cứu, rồi tự mình phải thực hành để mình hiểu biết, mình giác ngộ, rồi mình tự sửa đổi lấy cái nội tâm chính mình. Thì chính đó là cái điều kiện. Rồi từ những cái hạnh phúc hiền thiện trong cái đời sống phàm nhân, lần hồi chúng ta cố gắng tạo trữ những cái công đức phước báo, rồi chúng ta cố nỗ lực tu tập dung bồi trí tuệ, thì chúng ta sẽ đạt được cái hạnh phúc giải thoát. Hai cái đoạn sau cùng, tức là từ cái hạnh phúc thứ 31 cho đến hạnh phúc thứ 38, đó là cái hạnh phúc của những cái vị mà giải thoát, tức là một cố gắng đoạn tuyệt điều ác. Quý vị biết rằng khi mà cố gắng mà đoạn tuyệt được điều ác đó, là phải từ bậc thánh Tu Đà Hoàn nhập lưu, là cái vị này đã có một cái niềm tin bất động nơi Tam Bảo rồi, không bao giờ còn có cái hướng mà phạm vào những cái giới căn bản, và không bao giờ cái vị này mà có xu hướng theo các cái ngoại đạo tà giáo. Cho nên là cái vị này đó đoạn tiệt tất cả những điều ác. Chính vì những đoạn tiệt những cái điều ác đó, thành ra cái vị Tu Đà Hoàn là sẽ không bao giờ còn rơi vào ác đạo hay là rơi vào khổ cảnh. Mặc dù là trong cái đời sống thì những cái khổ đau, cái thân ngũ uẩn này nó còn, nhưng mà cái rơi vào khổ cảnh là không còn, do vị này đã hoàn toàn trừ tuyệt các cái điều ác. Rồi cái đoạn cuối là tâm không sao động vì pháp thế gian. Thì ở đây là gì? Các bậc thánh tứ đạo tứ quả, bậc thánh A-la-hán. Tại vì tất cả các phiền não các ngài đã trừ tuyệt, đào bứng tận gốc rễ rồi, không còn dư sót. Cho nên là tâm các ngài cũng vẫn còn, không còn sao động trước tám pháp thế gian. Còn cái bậc thánh hữu học vậy chứ mà các ngài cũng còn, nhưng mà cái sao động của các ngài nó ở cái mức độ mà vi tế hơn, chứ còn cái thô thiển thì các ngài cũng đã trừ rồi. Vì khi nào mà vô minh và phiền não tham ái mà chưa trừ tuyệt đó, thì chúng ta vẫn còn bị sao động như thường. Nhưng mà cái hạng phàm nhân mình á, thì cái sao động nó mạnh mẽ giống như sóng biển ở ngoài mà cấp độ mà bãi tám vậy đó. Còn mà cái hạng cái các bậc thánh mà hữu học thì còn là 3-4, nhưng mà các bậc thánh mà tứ đạo tứ quả, bậc thánh A La Hán thì tâm các ngài là giống như tảng đá kiên trì, hay là giống như nước ở trong hồ phẳng lặng, hoàn toàn không còn sao động nữa. Cho nên tùy theo cái mức độ cái phiền não nó còn mạnh hay yếu, còn nhiều hay ít, mà cái độ sao động của tâm của mỗi chúng sanh nó khác nhau. Nhưng mà
khi mà chúng ta nỗ lực tu tập, chúng ta mỗi ngày chúng ta dung bồi cái trí tuệ, những cái kinh nghiệm trong Phật pháp, những cái kinh nghiệm trong thực hành các cái thiện pháp thiện sự nó mạnh mẽ, thì chúng ta làm cho cái phiền não vô minh nó suy yếu. Cứ vậy mỗi ngày một chút, mỗi ngày một chút, thì lần hồi thì chúng ta cũng sẽ được đạt đến cái chân hạnh phúc cao thượng. Thì ở đây cái chân hạnh phúc là mỗi người chúng ta tự tạo lấy. Chúng ta nỗ lực học hỏi, nghiên cứu, suy tư, tìm hiểu cặn kẽ, rồi chúng ta thực hành thì sẽ đạt đến những cái hạnh phúc cao thượng. Kinh điển rồi các cái bậc trưởng lão giảng dạy thì cũng chỉ nhắc lại những cái lời dạy của Đức Phật, những cái lời dạy Đức Phật đã được kết tập trong tam tạng, rồi qua sự nỗ lực tu tập thì các ngài đem ra hướng dẫn chỉ dạy. Còn muốn đạt đến thì phải tự mỗi người nỗ lực để mà tu tập. Thì chúng ta phải thấy rằng chúng ta cũng hoan hỷ, may mắn chúng ta dù chưa đạt đến cái chân hạnh phúc cao thượng là Niết Bàn, nhưng mà ít ra đó là bây giờ chúng ta cũng là có được một cái hạnh phúc đời sống hiền thiện, đi đúng theo con đường chánh pháp, tránh xa những cái sai lầm tà kiến. Như vậy là mình cũng cảm thấy một cái sự may mắn cho cái kiếp sống làm người của chúng ta. Thì với cái hiểu biết như vậy thì chúng ta cố gắng nỗ lực tu tập thì một ngày nào đó rồi chúng ta cũng sẽ đạt đến cái hạnh phúc cao thượng, giải thoát tất cả các phiền não, để đạt đến chấm dứt sanh tử luân hồi. Và thì qua cái bài học 38 điều hạnh phúc thì cũng xin chia sẻ với đạo tràng đôi điều, những cái điều hiểu biết, và cầu mong là với sự nỗ lực tu tập thì tất cả quý vị, những người đang thực hành trên con đường chánh pháp, sẽ theo lời dạy của Đức Phật cố gắng nỗ lực tu tập, không có dễ vui, không có bỏ dở cái con đường tu tập của mình, và sẽ có được những cái trí tuệ dù là mỗi ngày một chút, nhưng mà cố gắng nỗ lực kiên trì thì đến một ngày nào đó thì chúng ta cũng sẽ được cái thành quả cao quý. Với phước báo này kính mong tất cả chư tôn đức trưởng lão pháp thể gan ngang, và cũng kính chúc quý tu nữ như tất cả quý Phật tử có một cái niềm tin chưa phải là kiên trì vững chắc như là các bậc thánh, nhưng mà ít ra chúng ta cũng thấy được cái hiệu quả của chánh pháp, của cái con đường thực hành các cái thiện sự thiện nghiệp, nó đem đến những cái sự an ổn cho chúng ta, và từ đó mà chúng ta nỗ lực tu tập phát triển nhiều hơn. Cầu mong tất cả quý vị an vui hạnh phúc, cầu mong tất cả chúng sanh an vui hạnh phúc. Nam mô Bố Thà Giá. Dạ bây giờ thì xin cùng thỉnh ngài Trí Đức cũng như mời tất cả quý tu nữ cũng như quý Phật tử cùng nhau chia sẻ, đóng góp thêm để buổi sinh hoạt được tốt đẹp. Dạ bây giờ thì xin kính cùng thỉnh cũng như mời tất cả quý vị trong đạo tràng. Nam mô Bố Thà Giá.
Dạ, đạo huynh một lần nữa xin trân trọng đảnh lễ sư Pháp Thanh, sư Kỷ Đức. Dạ, và rất cảm ơn sư Pháp Thanh đã chia sẻ những cái bài học về bài hạnh phúc kinh hôm nay. Dạ, kính chào quý cô, dạ, quý anh chị em, quý sư huynh trong đạo tràng. Dạ, thì đạo huynh sách xưa có nói là non sông dị cải mà bản tính thì năng di, có nghĩa là núi sông có thể thay đổi được, có thể cải dời được, nhưng mà cái bản tính con người ta thì hầu như không có thay đổi. Dạ, không. Thì qua kinh nghiệm của bản thân đạo huynh thì đi giang hồ cũng mấy chục năm. Dạ, thì khi trở về chốn cũ, gặp bạn bè xưa, thậm chí gặp cả những người trong gia đình mình vậy đó, thì mình thấy những cái người mà mình thân quen đó thì đúng là như vậy. Người trứng nào thật nấy, cái người nóng nảy thì hồi xưa mấy chục năm trước nóng nảy, bây giờ cũng nóng nảy y chang vậy. Rồi cái người tính tình bộp chộp mà lôi chơi lóc chóc thì cũng y chang vậy. Thành con xin hỏi quý sư là qua cái sự tu tập thì có thể thay đổi cái bản tính của mình không? Nói thẳng là có thể thay đổi cái bản tính của chính mình không? Dạ. Thì con xin quý sư từ bi hoan hỷ giải thích cho con, và cũng cho con biết là quý sư, chính bản thân của quý sư có kinh nghiệm là thấy người nào đó trước không thay đổi mà nhờ tu mà thay đổi. Dạ, để chúng con thấy cái điều đó giống như một cái thí dụ rất là điển hình mà chúng tôi thấy đó là chúng con thấy đó là làm gương mà noi theo. Dạ, một lần nữa Nam Mô Bụt Thầy Giá, con xin nhường đích lại cho quý sư. Dạ, con xin thành tâm rất là cảm ơn. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá. Nam Mô Bụt Thầy Giá. Dạ, con không biết Thượng Tọa Pháp Thanh có nghe được câu hỏi của Huynh Đạo Huynh không ạ? Dạ, cảm ơn Trần Đạo. Cảm ơn Nguyên Trang cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Nam Mô Bụt Thầy Giá. Dạ, chúng con thành kính cung thỉnh Thượng Tọa Pháp Thanh và từ bi giảng giải câu hỏi của Huynh Đạo Huynh. Dạ, sư có trở lại máy chưa bạch sư? Dạ. Sư có trở mãi, lại mãi sư cho con một tín hiệu để con kính nhân mít đến sư à. Nam Mô Bụt Thầy Giá. Dạ, kính chào học online vừa vào đạo tràng. Dạ, một lần nữa. Dạ, xa thú, con thấy bằng tại sư rồi. Dạ, con kính nhân mít đến sư à. Nam Mô Bụt Thầy Giá. Nam Mô Tham Ma Giá. Nam Mô Sang Khai Giá. Thì bây giờ ở ngoài đời thì người ta nói sao? Nhân bất học bất tri lý. À, nếu mà mình không có học á thì mình đâu có biết về cái nghĩa lý. À, cái nào là thiện, cái nào là bất thiện, cái nào là đúng, cái nào là sai. À, nhờ có sự học hỏi thì chúng ta bắt đầu chúng ta mới có cái nhận thức, có cái hiểu biết, có cái kiến thức. À, nhưng mà ở đây đó, khi mà có những người đó, có học, có hiểu, có nhận thức,
Nhưng mà cái quan trọng là cái điều mà chúng ta có chịu sửa đổi hay không. À, cái người mà bây giờ đó là nếu mà cái người mà chấp thủ, à, thì bây giờ đó, họ học thì học, nhưng mà họ không chịu sửa đổi thì cũng đành chịu. À, cho nên học hỏi là một chuyện, nhưng càng mà cái vấn đề mà sửa đổi cải chánh tri kiến đó là cái điều nó quan trọng. À, thì ngay ở trong room này bây giờ quý vị thấy rằng những cái người bạn đạo anh biết liền chứ gì, hay là mình quay lại mình nhìn chính bản thân mình biết, à, thí dụ như trước kia mình như thế nào, rồi khi mình vào được mình học Phật pháp một thời gian rồi bây giờ mình nhìn lại mình có sửa đổi được chút nào hay không. À, mình tự soi rọi, mình tự phản tỉnh, mình nhìn lại mình biết chứ đâu cần phải hỏi ai. Hả? Ví dụ như bây giờ hồi trước kia đó, bác sĩ ta nói rằng đó là hút thuốc có hại cho sức khỏe, uống rượu có thể gây tai hại cho cái nội tạng. À, nhưng mà cái người mà nghiện thuốc họ đâu có chịu. Cái người mà nghiện rượu họ đâu có chịu từ bỏ đâu. À, nhưng mà đến khi nào mà cái người đó họ tự giác ngộ, họ thấy cái điều đó là cái điều tai hại, thì họ sẽ tự động họ từ bỏ, họ chuyển đổi. À, chứ còn bây giờ học là một chuyện, nói người ta giải thích là một chuyện, nhưng mà vì mình không có vượt qua được những cái sự cám dỗ của tham ái, à, mình không vượt qua được cái sự chấp thủ thì đâu có thể nào có tiến bộ. À, còn cái điều mà chúng ta tự soi rọi nhìn lại, à, mình phân biệt được rồi với trí tuệ, à, mình biết là à, những cái điều đó là sai lầm, từ nay mình phải tránh, thì sẽ có sự tiến bộ. À, quý vị thấy rằng cái luật giao thông, người ta nói là khi mà cái đèn vàng là cái tín hiệu mình phải giảm tốc độ, và khi đèn đỏ nó sáng lên là mình phải dừng lại. Nhưng mà biết bao nhiêu người đi ngoài đường lái xe, à, khi mà đèn vàng rồi là cố gắng mà chạy cho thật nhanh, phóng cho thật lẹ để vượt qua, à, rồi cái tới chừng mà gây tai nạn là nói là lỡ thế này thế khác. Tại vì á, mình không chịu tuân thủ, mặc dù luật đã đặt ra rồi nhưng mà mình không có ý thức tự giác. À, mình cố mình lách luật. À, vì cái mặt ham muốn là đi sớm một chút để ngừng lại, khi mà bị đèn đỏ ngừng lại mấy chục giây thôi mà cũng không chịu đó, thành ra là làm sao những cái người, những cái chúng sanh mà cố chấp như vậy thì chịu thua. À, cho nên cái vấn đề mà học là một chuyện, nhưng mà chúng ta nhận thức rồi á, chúng ta phải ý thức, chúng ta phải tự sửa đổi lấy. À, mỗi người tự sửa đổi lấy mình. Còn nhiều khi bạn bè mà nhắc, nhiều khi là tự ái là không có chịu sửa đâu, mà cái điều này đó là phải tự mình hiểu biết rồi tự mình sửa đổi, tự mình là chuyển đổi lấy thì chúng ta sẽ có sự tiến bộ. Còn đối với những người mà chấp thủ, cố chấp rồi không có chịu sửa đổi thì bây giờ cũng không ai mà thể sửa được. Đó, thì như hồi nãy Đạo Huynh nói đó, giang sơn thì dễ đổi nhưng mà tâm tánh thì khó dời. À, cái người mà nói ngang rồi ba làng nói cũng lại, thấy không? Cái người mà họ khư họ chấp thủ thì thôi. À, bây giờ cái người mà không có cái chịu sửa đổi á, thì bây giờ dù các bậc thánh,
các ngài cũng không thể nào mà làm cho cái người này sáng suốt để mà sửa đổi được. Thì cũng xin giải đáp cái câu hỏi của đạo huynh. Nam mô Bụt Tha Giá. Và bây giờ thì xin mời đạo tràng. Dạ, sa thú chúng con thành kính đảnh lễ tri ân Thượng tọa Pháp Thanh đã từ bi giảng giải câu hỏi của huynh đạo huynh. Dạ, kính cảm ơn huynh đạo huynh đã có cái thắc mắc. Dạ, không biết đạo huynh, cảm ơn Hiên Trang. Dạ, cảm ơn Trần Đạo cho Nhật Huynh biết được tín hiệu. Dạ, không biết huynh đạo huynh đã vừa ý với cái câu trả lời của Thượng tọa Pháp Thanh chưa? Dạ, huynh có ý kiến gì không huynh? Dạ, huynh hiểu được hay là huynh còn thắc mắc? Dạ, xin cho một tín hiệu ạ. Nam mô Bụt Tha Giá. Huynh đạo huynh còn trước máy không? Có nghe được lời của Thượng tọa Pháp Thanh giảng dạy không? Mình chào tâm pháp vừa vào đạo tràng. Dạ. Rồi, chắc huynh đạo huynh bận rồi, không thấy hề, không hề nhúc nhích. Dạ, Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ, con xin thay mặt đạo tràng cung thỉnh Thượng tọa Pháp Thanh. Dạ, dùng tạm tách nước ở chế thiền viện để trong khi chờ đợi câu hỏi, hoặc là không có ai hỏi con sẽ hỏi. Dạ, con trước nhất là con thỉnh sư dùng nước trước ạ. Dạ, Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ, kính mong đạo tràng có những bàn tay về đề tài của Thượng tọa Pháp Thanh. Tâm Pháp ơi, Tâm Pháp vào đạo tràng có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Tâm Pháp đang ở ngoài đường với đề tài của Thượng tọa Pháp Thanh ngày nay rất là hay nè. Dạ, kính mời đạo tràng có thể đặt câu hỏi và chia sẻ ạ. Nam mô Bụt Tha Giá. Rồi, Nhật Quỳnh cầm mic đợi nãy giờ cũng không thấy tín hiệu của đạo huynh. Chắc đạo huynh đang lái xe rồi phải không? Tâm Pháp có nghe không? Tâm Pháp có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Dạ, liên qua hồi nãy mới vừa lên trả bài xong là té cái đùng rồi. Nhật Quỳnh thấy hình như đường truyền lúc này sao á. Nhật Quỳnh thấy có nhiều vị chạy vào rồi chạy ra. Dạ, hình như là không nghe được phải không? Liên qua có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Châu Nguyễn có âm thanh Nhật Quỳnh không? Rồi. Ồ vậy ha. Rồi. Nà, dạ, Quỳnh Minh Tâm có câu hỏi à. Rồi, mời Quỳnh Minh Tâm. Cảm ơn Tâm Pháp nha. Thôi thì ráng ngậm chanh hoặc uống thuốc để cho bớt bệnh đi ha. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ, bệnh mà ngậm chanh, toàn được mấy dược sĩ quá, cô Nhật Quỳnh, dược sĩ học nhiều tiền lắm, phải mua thuốc đi. Dạ. Dạ, trước tiên xin chia sẻ sơ với cái câu hỏi của đạo huynh. Dạ. Thì thật sự ra thì cái mà thay đổi được đó, tức là cái tâm tánh, bởi vì cái đơn giản dễ hiểu là ngày xưa đó thì mình gọi là buông lỏng, nghĩa là mình muốn nói thì mình nói, cho nên có nhiều người mỗi gì biết nói, người ta chửi thề đó. Người ta chửi thề, người ta nói tại vì tôi quan miệng rồi, nhưng mà bây giờ mình tu tập là sao trước khi nói đó, thì thường người Việt Nam mình hay là uống lửa 7 lần, còn chúng ta trước khi nói thì suy tư coi cái lời nói đó mình có nên nói hay không. Thì khi mình suy tư như vậy đó, tức là mình đang chuyển tâm. Ngày xưa là coi như mình cứ việc là gọi là xài giấy 500 đó, mình cứ chửi liên tục đi. Thì bây giờ mình sửa, thì cái điển hình như thế rất là nhiều người. Hồi trẻ thì cũng chửi lộn này nọ đồ, dùng xài giấy là 500 nha,
còn lớn lên thì hết à, thì thế vậy thì rõ ràng là tức là có sự thay đổi nhà, có sự thay đổi chứ không thể nào mà chúng ta là một một người hồi trẻ thì chữ thầy lớn lên là đứng trên bục giảng mà chúng ta mở miệng ra chúng ta xài giấy 500 với 1000 không thì không được, không được đó. À, thì những người giáo viên đó là điển hình cho thấy là người ta đã sửa tâm nha, sửa tâm. Thì đây để nói vấn đề chúng ta tu đây, mục đích là chúng ta sửa cái tâm và trước khi suy nghĩ và rồi trước khi nói và rồi trước khi hành động. Dạ, thì chúng ta có cái sự theo dõi thì trước suy nghĩ nó rất là khó. Dạ, cái này mình tâm chưa có thể nào mà suy tư ra được. Dạ, nhưng chỉ có một cái là ngăn dòng suy nghĩ, à, ngăn dòng suy nghĩ thì mình thấy. Rồi cái thứ hai là trước khi nói thì cái này đúng. Dạ, nhiều khi mình bực quá mình tính nói, à, nhưng mà mình sực nhà sực nhớ lại thì mình có chặn lại được. À, thì quý vị thấy rằng là trước khi mình nói thì mình cũng cũng suy tư, thì như vậy là chúng ta có sự chuyển tâm. Dạ, thì tu đây là chuyển tâm chứ tu thì nó không có chuyển thân. Và có rất là nhiều người hiểu lầm, và hiểu lầm là quý vị từ một người như là thị nở và chúng ta tu riết rồi chúng ta thành hoa hậu, thì cái này chắc kiếp sau, chứ kiếp này thì vì cái thân mình nó như vậy rồi. Và quý vị đừng có nghĩ rằng là mình nhiều người thì nói quý vị tu đi ăn nói chuyện có duyên rồi mai mốt cái miệng mình nó đẹp trở lại, thì mình tâm không tin điều này. Bởi vì quý vị thấy rằng cái thân thì nó đã do cái nghiệp và cái nghiệp thức tái sanh nó đã tạo ra như vậy. Chúng ta người Á Đông thì nó như đó thôi. À, quý vị không? Tóc đen thì nó đen thôi. Chứ không có tóc đen mà quý vị tu riết mà nó thành nó thành ra là tóc mà cái gì đó, tóc đỏ, tóc đỏ hoặc là tóc màu blonde, blonde là màu gì ta? Là tức là vân vân, tức là mình không phải là mình tu riết rồi tự nhiên mình là một cái người như là thị nở mà mình biến thành hoa hậu hoàng vũ, thì cái điều này nó không có, nó không có xảy ra trong kiếp này đâu. À, nhưng mà cái tâm mình nó thay đổi thì có, tức là như thế là một từ một người đá cá lăng dưa trở thành một ông thầy giáo và đứng trên bục giảng, thì quý vị thấy rằng rõ ràng là có, dạ có thay đổi, có chuyển phải không quý vị? Dạ, chứ nếu không chuyển thì ông đứng cái này thì đâu ai cho ông làm thầy giáo phải không? Dạ, thì đây là cái điểm mà thí dụ sơ sơ để cho đạo huynh thấy rằng cái câu mà giang sơn khó đổi bản tánh khó dời là cái câu đó người ta có vẻ là hơi đặc đợi quá. Dạ, bởi vì thế gian này giảng pháp là vô thường, luôn luôn thay đổi, không có cái gì mà nó trường tồn cả. À, mình Phật mình hiểu như vậy, luôn luôn thay đổi. À, cho nên cái câu đó, đó là họ có vẻ như là họ chơi là họ chơi gà chữ á, và họ nói rằng là không có gì thay đổi thì là nó không đúng với Phật pháp. À, mà người con Phật chúng ta thấy rằng cái gì nó cũng thay đổi, và luôn luôn thay đổi, thì không ngay cái câu đó bây giờ nó cũng trật luôn rồi, nhà nó trật luôn rồi, vì nó thay đổi, nhà thay đổi, thì chia sẻ sơ như vậy. Và sau đây thì con có một cái câu hỏi với sư Pháp Thanh, cũng để làm một cái đạo tràng thôi. Thì thưa sư, cái vấn đề mà đạt được hạnh phúc của thế gian, cái chân hạnh phúc thì nó thuộc về cao siêu quá rồi. Ở đây chúng còn chỉ hỏi cái chuyện thế gian thôi, hạnh phúc thấp thấp thôi. Mà cái con suy tư đó thưa sư, thì cái hạnh phúc ở đây là do cái sự hiểu biết của cái người đó. Dạ, con nói thí dụ thôi. Dạ, là một người họ quá nghèo đi. Dạ, tức là ở miền Bắc ngụ diện nghe mà cái câu chuyện mà gọi là cái gì ăn khoai đó, bác ăn khoai không? Dạ, thì khi họ được một cái chén cơm mà gọi là thơm ngon, và gạo trắng nước trong nấu lên, và tôm phước họ ăn, dù rằng là họ ăn với muối hột, tức là người miền Tây kêu là ăn với thịt cọp đó, nhà tôi đã đâm mới ra nghe cọp cọp đó, nhà thì cái người này họ ăn chén cơm với muối này á, thì là một sự rất là hạnh phúc vì ngày hôm nay họ được ăn cơm với muối. Nhưng mà có những người họ do giàu sang, bây giờ họ nghèo đó, và thì họ ăn cơm với heo quay, ngày xưa họ ăn cao lương quý vị, còn bây giờ xuống tới mới heo quay thôi, và thì họ nước mắt chan cơm. Thì như vậy ý của con nói là cái sự hạnh phúc của thế gian đó thì làm sao mình hiểu được thế chứ? Bây giờ một người ăn cơm với muối thì lại
vui vẻ, một người thì ăn cơm với thịt heo quay thì lại nước mắt chăn cơm. Dạ, thì con tỉnh sư giảng dạy do đâu mà cái hạnh phúc này nó cũng định nghĩa nó cũng khó hiểu nữa thưa sư. Dạ, kính thỉnh sư. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sằng Ca Giá. Dạ, kính lễ chư tôn đức, kính chào quý tu nữ và quý Phật tử. Thì cái hạnh phúc á là cái sự an ổn của nội tâm. À. Nhưng mà đôi khi nó phụ thuộc vào cái vật chất ở bên ngoài. À. Thì đừng nói đâu, thí dụ như bây giờ cái thời kỳ mà năm 77-78 lúc đó là cái đời sống nó rất là khó khăn. À, cái thời đó mà đi làm là mà lãnh không có gạo thì phải lãnh cái cao lương bò bò. Rồi quý vị biết là ăn cái cao lương bò bò đó đâu có quen. Đó. Rồi phải bán hết cái cao lương đó đó. Rồi ra ngoài mới mua gạo chợ đen, mà lúc đó là mua gạo rất là mắc. Đó, thành ra đó, thay vì mỗi bữa mình ăn một lon, bây giờ á thôi mình phải giảm chế lại, ăn hai phần lon thôi. Chứ còn nếu mà mình bị gì bán cái cao lương rồi mình đi mua gạo nó lại á thì đâu có đủ. Thí dụ như lãnh rồi lúc đó là lao động nặng á, một tháng được 19 kg. Nhưng mà mấy ổng bán cao lương cũng bán cũng 19 kg. Nhưng mà đem bán 19 kg cao lương đó mua được có 15 7 lít gạo à. Đó mà phải ăn một tháng mà làm sao mà đủ, cho nên phải hạn chế lại. Thậm chí có phải khi ăn độn nữa. Nhưng mà cái sau khi cả tháng mà ăn cao lương vậy đó, cái mua gạo về đó, cái bữa đó là nấu một lon gạo, rồi ăn đơn sơ chút rau với cá rồi này kia nọ. Nhưng mà thấy ra ăn còn ngon hơn một cái bữa tiệc. Đó, tại sao? Tại vì á, mình từ cái khó khăn, cái mà mình tìm được, thì khi mà mình có được cái đó rồi thì mình cảm thấy là ồ trời hạnh phúc quá nha. Thì thật sự ra đó, cái hạnh phúc ở đây không phải là cái vật chất ở bên ngoài, mà do cái sự hoan hỷ, cái sự bằng lòng, cái sự an vui ở trong cái nội tâm mình á, nó đem đến cái gọi là cái hạnh phúc. Còn bây giờ á, tiệc tùng bàn rất là nhiều món ăn, nhưng mà sao mình lên mình thấy nhiều quá mình ngán, mình không có thích thật với những cái thức ăn đó, thì mình thấy không có hoan hỷ, cái nội tâm mình không có ấy thì đâu có được hạnh phúc đó. Thành ra cái hạnh phúc hay không hạnh phúc là do cái nội tâm mình thôi. Cái câu chuyện là cái anh này đó, ảnh trời tối tối rồi mà không, cái ảnh qua một cái sông, đoạn sông đó mà không có thuyền bè nữa, anh ta mới ráng anh ta lội mà gần tới bờ sông rồi mà anh ta hết sức rồi. Cái bắt đầu anh ta la, bớ người ta cứu giùm tôi có bài thuốc hay lắm, tôi có bài thuốc hay ấy lắm, ai cứu giùm tôi truyền cái bài thuốc này lại. Thì cái ông đó ở cạnh bờ sông thấy vậy mới dớt anh này lên thì lội qua sông, mà trời thì lạnh, quần áo thì ướt, cho nên vô nhà ông này mới đốt lửa lên cho anh này hơ lửa, thay cho mượn quần áo khô thay ngồi hơ lửa rồi. Rồi đi cả ngày đường vừa đói vừa lạnh nữa, giờ vô ngồi hơ bếp lửa rồi. Ông này mới còn được chén cơm, còn chén cơm nguội với một miếng, một chút nước canh
Thì ông này ông thấy vậy, ông mới hâm cái miếng nước canh lại cho nó nóng lên. Nóng lên rồi xong cái mới đem cái chén cơm nguội chan canh vô cho anh này, đưa cho anh này ăn đỡ. Đó, nhưng mà trong cái lúc mà đang đói vậy đó, ăn một miếng cơm với chan canh à, thì anh này anh ăn xong rồi thì các ông chủ nhà mới nói, chứ hồi nãy là tôi nghe anh nói anh có bài thuốc hay lắm, ai cứu anh là anh truyền lại cái bài thuốc mà à, bài thuốc là thuốc gì, giờ anh ăn cơm rồi anh nói tôi nghe coi. Cái anh mà bị đi lỡ đường đó, anh nói chứ trời ơi cái bài thuốc của tôi là hay lắm, cơm nguội chan canh nóng là ngon nhất rồi, chẳng vậy đó. Thành ra đó, không phải cái vật chất nó cao xa mà nó đem đến hạnh phúc, cái vật chất tầm thường mà không hạnh phúc, nhưng mà cái điều quan trọng là ngay lúc đó cái nội tâm chúng ta thấy hoan hỷ à, an vui là hạnh phúc à. Chứ còn á, cái giờ hạnh phúc mà phụ thuộc trên vật chất thì không biết như thế nào nó mới là hạnh phúc, đúng không? Ví dụ như cái người mà thích ăn ớt, họ có được một miếng ớt họ ăn thì họ cảm thấy là hạnh phúc. Nhưng mà cái người mà ăn ớt mà không được, bắt người ta ăn một chút xíu ớt thôi rồi người ta cay quá thì nó là cái khổ. Nhưng mà cái người kia đó ăn cơm mà không có ớt thì người ta ăn không được, ăn có chút ớt vô người ta thấy là ngon, là hạnh phúc. Nó thành ra đó, do cái trạng thái tâm của mỗi người mà nó hạnh phúc hay là không hạnh phúc là tùy theo. Chứ bây giờ mình à, còn cái vật chất á, là nó là chỉ là một phần phụ thuộc thôi, chứ nó không phải nó quyết định được à. Cho nên á, à, khi mà chúng ta sống tri túc à, bằng lòng với những gì mình đang có à, hoan hỷ những cái điều kiện mà mình đang có à, sẽ là hạnh phúc. À, thành ra đó hạnh phúc rất đơn sơ chứ không có, không phải là cao xa nữa à. Khi nào mình cảm thấy mình hoan hỷ, mình bằng lòng với cái điều đó là hạnh phúc. Còn hả, mình không được như vậy là chưa đủ, như vậy là không được, trời ơi còn thiếu cái này còn thiếu cái kia à, thì còn khổ đau hả, còn mong cầu là còn khổ đau. Còn nói ok vậy là được rồi, cỡ đó là được rồi, vậy là tốt rồi thì hạnh phúc. Thành ra xuất khá đúc khá là do cái nội tâm mình thôi, chứ không phải là do cái vật chất nó quyết định. Dạ, cũng xin chia sẻ với huynh Minh Tâm chút ít những cái kinh nghiệm. Dạ, chúc Minh Tâm mạnh khỏe an vui ha. Nam mô Bụt Thầy. Dạ. Dạ, sa thú và kính tri ân sư Pháp Thanh. Như vậy thì quý vị thấy rằng chúng ta đâu cần phải làm giàu đâu, phải không? Bởi vì biết cách nha, biết cách thì chúng ta sẽ hạnh phúc, dù rằng chúng ta ăn cơm với muối à. Thì trong room này Minh Tâm nghĩ rằng là 24 người thì chắc hiện giờ không ai ăn cơm với muối đâu à, do vậy quý vị rất là hạnh phúc rồi. Mà nếu ai mà cảm thấy đau khổ thì phải suy nghĩ lại, phải không? Ồ, thấy bàn tay của Đạo Huynh nha, mời Đạo Huynh lên đặt câu hỏi. Dạ, con không có biết sư Pháp Thanh còn ở bên vị trí nhà nhà để khi nào sư Pháp Thanh về Việt Nam à, để con gửi ít trà sang cho sư Pháp Thanh dùng trà. Dạ, con dạ có thể sư dạ sư test chat cho con biết, đừng con gửi qua bên vị trí nhà cho sư. Rồi mời Đạo Huynh nghe. Dạ, Đạo Huynh xin cảm ơn sư sư Minh Tâm. Dạ, một lần nữa là Đạo Huynh cũng xin lễ sư Trí Đức sư Pháp. Kính chào các cô tu nữ, các sư Tăng Đức Tôn Ni và các cô, các sư, các anh chị em thân mến đồng độ tràng. Dạ. Đạo Huynh cũng xin cảm ơn cái câu hỏi trả lời của sư Trí Đức
sư Pháp Thanh, xin lỗi, sư Pháp Thanh và cô Huân Tâm, anh ta rồi rất là hay. Dạ. Và cái câu mà non xong gì cái bản tính năng di thì Huân nói là đặc đế, rồi cái câu nói xưa là rất là hay. Dạ. Thì điều đó cho thấy là Huân cũng hơi kém cỏi, căn cơ còn yếu lắm. Dạ. Quên đi cái đời là vô thường, thành con người bản tính không thì mình có thể thăng tiến là được. Dạ, thì cái điều đó nói cho mình chúng ta một cái chỉ vọng, một cái sự hy vọng là chúng ta tu tập thì có thể trước hết là có thể mang cái sự an lạc và hạ thân chính cái cảm nhận của mình. Thì nhân tiện đây không biết còn thì giờ nhiều thì giờ đã bao lâu nữa, thì Đạo Huynh xin hỏi tiếp, xin hỏi sư một câu hỏi nữa. Dạ, tại vô trung trễ đó sư, thành thử bị mất đi tới 9 bài học vừa rồi, tới điều là điều thứ 10 rồi. Dạ, thì cái điều đầu tiên là Đạo Huynh nhớ là không cần gửi kẻ ác. Dạ, thì Đạo Huynh có nghe nói là nhân tâm nan trắc, tức là cái lầm của người ta nó không khó mà sẽ đo lường được, hay là thức sâu mới biết đêm dài, ở lâu mới biết lầm người nông sâu. Có những người mình nghĩ là rất là tốt, nhưng mà cuối cùng lại họ là phán mình, họ lại không có, đó là qua cuộc đời đi giang hồ đây đó, trong 30 mấy năm qua xa gia đình của Đạo Huynh, thì Đạo Huynh cũng rất là băn khoăn, là không biết mình đuổi cái ác cái người nào theo tiêu thì kêu là cái ác, mà cái dựa trên cái những cái điều nào mà biết thì nó là hiền hay ác, dựa vào đâu, tiêu chuẩn nào để mình biết, để mình phân biệt cái người hiền người ác, để mình thân cận. Dạ, đồng chí hỏi rất là dạ, là xin biết lại cho sư. Dạ, Huynh xin biết ạ. Dạ. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Ga Giá. Thì tục ngữ người ta nói đó, quả hổ, quả bì, nan quả cốt, tri nhân, tri diện, bất tri tâm, vẽ cọp, vẽ da, xương nào vẽ, biết người, biết mặt, biết lòng đâu. Thì Đức Phật nói chúng ta muốn biết được cái tâm tánh của người đó đó thì không phải là chỉ qua cái tiếp xúc bình thường mà chúng ta biết được. Mà lâu lâu mình gặp nhau trên cái mặt xã giao, tiếp xúc nói chuyện, rồi mình thấy cái người đó có vẻ là nói chuyện lịch sự, nói năng nhỏ nhẹ, thì mình cho là cái người đó tốt. Nhưng mà cái điều đó chưa khẳng định. Khi nào mà chúng ta gần gũi cái người đó đó một thời gian lâu, rồi trải qua những cái biểu hiện, qua cái hành động cử chỉ, qua cái lời nói, rồi qua những cái sự đối với những cái hoàn cảnh đó, mình mới biết được cái người đó là người tốt hay là người xấu. Thì theo cái người tốt người xấu ở trong Phật giáo, nó không có phải như là cái người ở ngoài cái địa vị ngoài xã hội. Thì ở trong Phật giáo thì chia ra làm hai, gọi là người trí và người ngu. Thì người ngu ở đây đó là nó đồng nghĩa với là cái người ác. Thì cái kẻ ngu ở trong Phật giáo nó không phải là cái người này á, là họ hoàn toàn thiếu về cái kiến thức về ngoài xã hội, không có bằng cấp, không có địa vị, là những cái kiến thức gì đó họ gọi là người ngu.
mà cái người ngu theo cái định nghĩa của Đức Phật ở trong Phật Pháp á, thì người ngu á, là thân làm ác, miệng nói ác và ý suy nghĩ ác. Đó. Cho nên căn cứ vào ba cái tiêu chuẩn này, thì khi mà chúng ta gần gũi thân cận một cái người nào đó mà chúng ta thấy cái người này đó nói những cái lời không tốt đẹp, gây tổn hại khổ đau cho người khác, làm những cái điều không tốt đẹp gây tổn hại khổ đau cho người khác, rồi cái ý nghĩ, cái suy nghĩ của họ đó, họ nói ra đó toàn là cái những cái mà đem đến cái sự bất hòa, đem đến những cái thất lợi cho những cái người khác, thì mình gọi là cái người ngu hay là người ác. Mình nên tránh xa những cái người đó. Còn một cái người gọi là người hiền trí, người hiền trí ở đây á, không phải là cái trí tuệ về cái thế gian. Người này có bằng cấp cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ, gọi là người trí, không phải. Ở đây á, cái người dù là không có cái bằng cấp gì hết, nhưng mà nói những cái lời hiền thiện, hòa nhã, nói với tâm từ, tâm bi, hỷ, xả, rồi làm những cái điều lợi mình, lợi người, suy nghĩ những cái điều thiện lành, tốt đẹp, lánh xa những cái ác bất thiện pháp, thì cái người đó gọi là người hiền trí. Hay là cái người này đó, qua cái gìn giữ năm cái giới một cách tốt đẹp, thì đó là cái người hiền trí, là những cái người mà mình nên thân cận. Cho nên á, không xu hướng theo kẻ dữ, tức là chúng ta không có gần gũi, không thân cận với những cái người mà dù là cái người này á, là giàu có, địa vị, quyền thế, rồi có những cái bằng cấp cao ở trong xã hội, nhưng mà nếu mà họ suy nghĩ những điều ác, nói những cái lời độc ác và thực hành những cái hành động bất thiện thì gọi là cái ác. Cho nên phân biệt giữa cái người hiền trí và cái người ác hay là kẻ ngu, thì xin chia sẻ với Đạo Huynh một vài cái hiểu biết. Và sau đây thì xin mời Đạo Tràng Nam Mô Bố Thầy giá. Dạ, sa thú lành thai. Huynh Đạo Huynh đâu rồi? Dạ, sư xuống mít rồi. Huynh có vừa ý với câu trả lời của Thượng Tọa Pháp Thanh không Huynh? Huynh Đạo Huynh đâu rồi? Đâu mất tiêu rồi? Hỏi rồi, chạy đâu mất tiêu rồi? Dạ, vậy là Huynh Đạo Huynh lại không có trước máy. À, có trước máy rồi. Sao Huynh có thể cầm mít hỏi thêm hoặc là tri ân Thượng Tọa Pháp Thanh không? Dạ, nếu được Nhật Quỳnh kính mời Quỳnh nha. Đạo Quỳnh, cảm ơn cô Nhật Quỳnh ạ. Dạ, kính xin đánh lễ sư Trí Đức và cảm ơn đạo tràng một lần nữa. Dạ, một câu trả lời rất là hay, và đạo huynh rất sẽ lấy đó làm cái điều để mà ghi lòng tạc giả. Dạ, thành thử đạo huynh vô thành thử tất cả những cái điều dạy của Phật Pháp và nói riêng, nói chung và Hạnh Phúc Kinh nói riêng á, thì cũng còn rất là mới mẻ đối với đạo huynh. Thành thử và đạo huynh không biết nói gì hơn là rất là cảm ơn và rất là cảm tạ sư, quý sư, quý huynh, quý cô và con cô bác, và anh chị em đồng đạo tràng. Thì xin nhận biết cho trường người khác, đạo huynh biết cũng còn thời giờ bao lâu nữa.
một bút thời gian. Dạ, yeah, xà thủ, kính cảm ơn Huynh Đạo Huynh. Tại vì Huynh hỏi thì Nhật Huynh mong muốn là Huynh có vừa ý hay còn hỏi hay là còn hỏi nữa không. Huynh đã vừa ý rồi, và Nhật Huynh cũng kính cảm ơn câu hỏi của Huynh mà để Nhật Huynh cũng học được do lời giải thích của Ngài. Dạ, Nam Mô Bích Tha giá, và đồng hồ của con thì còn 4 phút. Mà con, anh cảm ơn Nguyên Trang, mà con thấy ha, mộng hương phải không? Mộng hương hay là mộng hường hay sao này, Nhật Quỳnh đọc không có dấu, không có được rõ lắm ạ. Nếu Nhật Quỳnh có đọc sai, xin cho Nhật Quỳnh một tín hiệu để Nhật Quỳnh sửa. Và câu hỏi cho Đạo Quỳnh nè, người uống rượu và hút thuốc lá là người ác hay không? Dạ, hương, mộng hương, dạ. Dạ, thì câu hỏi này là Mộng Hương muốn hỏi Huynh Đạo Huynh hay là hỏi sư à? Nam Mô Bích Tha giá. Dạ, thấy là bàn tay Huynh đã rồi. Kính mời Huynh. Dạ, một lần nữa đầu xin kính chào quý sư, chào quý quý cô, dạ, quý thức giả, hiền giả đồng đạo tràng. Dạ, Nam Mô Bích Tha giá. Dạ thì cái cô Sis Mộng Hương nói hỏi thẳng Đạo Huynh thì Đạo Huynh cũng xin trả lời ha. Tính cách cá nhân chứ không phải là cho không phải là thầy mặt cả đại chúng. Thì ta nghĩ là cái người hút thuốc và uống rượu á thì mình hiền. Dạ. Thì cũng có thể họ rất là hiền nhưng mà họ lại lại thích những cái món đó. Dạ, không thể đánh giá người ta là hiền hay ác được. Thì trong sở làm của Đạo Huynh có những người họ cũng uống rượu, uống rượu những người lính đi công tác chung, chiến đấu chung với Đạo Huynh, họ nhậu nhẹt xỉn như lắm. Dạ, uống rượu như rượu chìm, uống thuốc như lắm, nhưng mà họ rất là tốt, rất là dễ thương. Dạ, đối xử với mình rất là sẵn sàng hy sinh cho mình. Dạ, thành thử họ hút thuốc hay uống rượu là có lẽ là họ có lỗi với bản thân của họ thôi. Họ không có coi trọng cái bản của mình, không có cư xử với bản thân mình một cách tôn trọng. Chứ mà đối với người khác thì chưa chắc là họ là người xấu hay người ác. Dạ, thì đó là cái kinh nghiệm riêng của cá nhân Đạo Huynh thôi, còn không biết đại chúng như thế nào. Thì dạ, cũng xin cảm ơn Mộng Hương trả lời một câu hỏi rất là hay. Dạ. Thì Đạo Huynh xin nhường biết lại cho Đạo Tràng. Dạ, Nam Mô Bích Thầy Giá. Dạ, xa thủ kính. Cảm ơn Huynh Đạo Huynh và kính cảm ơn câu hỏi của Mộng Hương. Nam Mô Bích Thầy Giá. Dạ, con xin thay mặt Đạo Tràng cùng thỉnh thượng tọa Pháp Thanh đúc kết để học ngày hôm nay để đã còn có một phút bạch sư. Dạ, con kính dân mít đến ngày ạ. Dạ, thượng tọa Pháp Thanh có nghe được âm thanh con không bạch sư? Dạ, con kính nhân bích linh sư. Nam mô Bố Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ, thì qua cái bài học ngày hôm nay, thì nhân đó thì sư cũng xin chia sẻ đôi điều về những cái hạnh phúc để quý vị có thêm những cái hiểu biết, những cái nhận thức để chúng ta thực hành theo cái lời dạy của Đức Phật để có được một cái đời sống hiện tại an vui, một cái đội nội tâm quân bình, sáng suốt, định tĩnh, và mỗi ngày chúng ta thực hành đem đến cái điều an lạc, lợi mình, lợi người. Đó là một cái hạnh phúc ngay trong đời sống hiện tại. Còn cái chân hạnh phúc cao thượng là Niết Bàn thì chúng ta cũng nỗ lực để hướng đến, để đem đến một cái đời sống an vui, giải thoát khỏi dòng sanh tử luân hồi, chấm dứt khổ đau. Thì bây giờ thì xin mời cô mấy cô
sám hối rồi kết thúc buổi sinh hoạt hôm nay. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ sa thú đành thai chúng con thành kính đảnh lễ tri ân thường tòa phát thanh rất là nhiều. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ, sư nán lợi trong chốc lát bạch sư. Dạ, Nhược Quỳnh kính mời đạo tràng cùng với Nhược Quỳnh sám hối sau khi thính pháp. Và sau đó con cung thỉnh thường tòa phát thanh từ bi phúc chúc cho đạo tràng ạ. Bụt Tha Mang Ghê Na Quan Đề Hằng Ba Đà Phạn Sum Qua Ruột Tha Mang Bụt Thệ Vô Khá Lý Tổ Đô Sơ Bụt Thô Khà Ma Tu Tăng Ma Măng. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ vi trần dưới chân Đức Phật là Đấng Chí Tôn Chí Thánh. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo, cúi xin Phật bảo xá tội lỗi ấy cho con. Ủa ta măng ghê nà quanh đê hăng sẵn khanh chà đù vị thô ta măng sẵn khê vô khá lý tổ đô sô sẵn khô khám tu tăng mà măng. Con lòng thành kính cúi đầu làm lễ tăng bảo là phạm tăng và thánh tăng. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến tăng bảo, cúi xin tăng bảo xá tội lỗi ấy cho con. Và đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh thường tòa phát thanh từ bi phúc chúc cho đạo tràng ạ. Và cảm ơn nguyên trang cho Nhược Quỳnh biết được hiểu. Con kính nhân Mít Trinh Sư. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Và với phước báo hôm nay thì kính mong chư Tôn Đức Trưởng Lão Pháp Thể Ca Ngang kính chúc quý tu nữ cũng như quý Phật tử luôn luôn khỏe mạnh an vui, tu tập tạo được nhiều thiện sự trong đời sống. Cầu mong tất cả chư thiên ngự nơi xung quanh nơi Phá quanh tu tê Phá quanh tu sắp bà măng gà lăng rạc thanh tu sắp bà đê quá ta sắp bà sang khá nụ phá quê nà sơ đà sô thi. Phá quanh tu tê tất cả phước bao hằng con người cầu xin chư thiên hộ trì định người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các sự an lạc thường thường đến người cầu xin cho các thiện tinh được sự lợi ích, được sự an vui, được sự tấn hoa trong đường Phật đạo. Cầu xin cho các thiện tinh khỏi bệnh hoạn, được an vui cho mình và những người trong gia quyến cả thảy. Cầu xin cho quả tâm tinh thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Nam mô Bụt Tha Giá. Sa thú thành thai. Ya đề ba ta san ti vi ha ra qua si ne thu bề ca rê bơ thi ca rê ta hình ta hình ta tham ma đa ne na pa quan tu vô chi ta so thình ca rôn tê tha vi ha ra man đa lê thề ra cha mạch cha na qua ca cha vịt ca vô sa ra mi ca đa na bê ti u ba sa ca gà ma cha đệ sa ni gà ma cha ít sa ra sa ba na phụ ta pha quan tự tê cha ra bồ cha về bồ cha anh đà sam pha qua sanh xê đà cha ta tha vô bát ba tít ca nêu già ni căng thầm ma qua răng bà tịch cha tê sạp bê bi đô kha sa ca rôn tu sang kha văn tha tu chi răng sa tăng thầm mô thầm ma ta ra cha phục gá la sang go ho
tu samak gờ và a ta ya che he ta ya cha am he ra kha ta kha tu sát tham mơ sa bê vi tham ma cha di no bu thinh tham ba bu nay ya ma tham ma đi giáp ba quê đi tên ngưỡng cầu các đấng chư thiên a trong vòng tịnh xá ngự yên hằng ngày ngự nơi đền tháp xưa nay những nơi biệt thật nơi cây bồ đề chúng con xin hồi hộp về sẽ dùng pháp thi tiền bề cúng dâng rồi xin hộ độ tư tăng cửa từ ẩn nao phước hằng hạ xa tỳ khu chẳng luận trẻ già cao hạ trung hạ hoặc là mới tu thiện nam tín nữ công phu đều là thi chủ đồng phù trợ nhân nhà con xin sám hối đạo tràng ạ. Những người trong khắp thôn đăng kiều cư châu vẫn được phần an cương chúng sanh bốn loại không lường noãn thai thấp hóa khi nương pháp lành giải thoát pháp bảo nên hành đặng mà dứt khổ truyền quanh đọa đài cầu cho hưng thạnh lâu dài pháp tiện tri thức các ngài mở mang bậc tu sinh được bình an cầu cho tăng chúng các hàng hòa nhau lại thêm phẩm hạnh thanh cao những quả lợi ích kết mau kịp thì cầu xin pháp bảo hộ trì cho người tu đã quy y Phật rồi xin cho cả thầy chúng con tân hóa trong pháp Phật rối giáo truyền. Nam mô Bụt Tha Dạ. Chúng con thành kính trong quả phước mà chúng con đã trong sạch tạo được ra do học pháp, thính pháp, thảo luận Phật pháp, đến với chư thiên hậu trì chánh pháp cầu mong quý ngài hỷ độ giáo pháp Đức Phật Gautama tròn đủ 5.000 năm. Chúng con cũng kính dâng quả phước này đến với tất cả chư thiên phàm thiên sắc giới, chư thiên dục giới và tất cả chư thiên trong 10 muôn triệu thế giới Sa Bà, nhất là vua trời Đế Thích cùng tứ đại tiên vương, tất cả chư thiên chúa diêm vương và tất cả chư thiên xung quanh nơi đây, chư thiên xung quanh những ngôi chùa chư tăng ni hiện diện trong Phật giáo Nam truyền, nhất là chung quanh chùa Ngọc Đạt Chân Lý Thiền Viện, chư thiên chung quanh nhà chư Phật tử hiện diện trong Phật giáo Nam truyền, cầu mong quý ngài hoan hỷ thọ nhận phần phước này. Sau khi các ngài thọ nhận rồi, xin hậu độ chư tâm đức pháp thể khinh an, bồ đề tâm kiên cố, đạo quả sớm viên thành. Và cũng do quả phước này, và cũng do quả phước này trợ duyên chúng con phát sanh trí tuệ để chúng con tu tiến sớm đạt đạo quả giải thoát. Cuối cùng con xin chia quả phước này đến tất cả chúng sanh ba giới bốn loài, hãy hoan hỷ thọ dụng đầm niệm nhau cả thảy. Ý đăng huynh nhân nibbana sabbat cha yo ho tu, ý đăng huynh nhân nibbana sabbat cha yo ho tu, ý đăng huynh nhân nibbana sabbat cha yo ho tu. Một lần nữa chúng con thành kính đảnh lễ tri ân chư trung đức quý ngài đã quan lâm vào rung chứng minh cũng như giảng dạy cho chúng con học những câu Phật ngôn để chúng con được sự lợi ích ngay hiện tại và được sự an vui lâu dài. Chúng con thành kính đảnh lễ dân quả phước mà chúng con đã tạo được đến với quý ngài, cầu mong phước này trợ duyên quý ngài an vui trong đời sống phạm hạnh, thân tâm luôn an lạc, thành tựu đạo quả y như ý nguyện. Kính cảm ơn quý bà, quý cô tu nữ, quý sư cô, quý cô chú anh chị em đạo hữu đã vào đạo tràng thính pháp thảo luận Phật pháp, hỗ trợ đạo tràng nhất là giữ trang nghiêm thanh tịnh trong lúc chư tôn đức thuyết giảng. Con xin thay mặt ban điều hành trong Phật giáo Nam truyền thành kính đảnh lễ cung thỉnh chư tôn đức tăng ni kính mời quý anh chị em đạo hữu ngày mai quan vào rung theo giờ thường lệ là 3:30 sáng giờ Việt Nam. Trong quá trình chúng con phục vụ rung có nhiều điều sắc, con thành tâm sám hối với Tam Bảo, thành tâm sám hối với chư tôn đức tăng ni, cầu mong quý ngài từ bi hoan hỷ hỷ xả cho con. Một lần nữa con thành kính đảnh lễ tri ân quý ngài, nhục quỳnh kính cảm ơn tất cả đạo tràng quý anh chị em đạo hữu đã hỗ trợ cho rôm Phật giáo Nam truyền được hoàn mãn tốt đẹp. Nam mô Bụt Tha Dạ.
con kính chúc quý ngài, Nhật Quỳnh kính chúc quý anh chị em đạo hữu luôn được an vui tiến hóa trong giáo pháp của Đức Từ Hữu Gautama. Nam mô Bụt Tha Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sang Kha Dạ. Con xin phép được xuống mít để trong ban điều hành chúng con để bài kệ kinh, và sau đó chúng con cũng xin phép được khép cửa rum. Nam mô Bụt Tha Dạ, kính chào tạm biệt đạo tràng.
Chúa tỏ tín đạt thần lực. Trưởng lão Mục Thiền Liên biến thân rồng điều phục. Bậc Đại Ẩn cảm thán bằng chỉ dạy thần thông. Do nhờ Phật lực này được hạnh phúc thù thắng. Phạm Thiên Tân Đa Ca có thần lực chói sáng. Thanh tịnh nhưng chấp ký như rắn độc cánh tay. Bậc Đại Ẩn cảm thán bằng linh phương tuệ diệt. Lực này được hạnh phúc thù thắng. Người nào hằng tụng niệm đêm ngày không mỏi mệt, tắm cậy ngôn Phật lực về hạnh phúc thù thắng. Khi đã đoạn trừ mọi chủng loại thống khổ, người có trí an lạc đạt được chân giải thoát.